Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 42. Bạch Kính Đình nói, nếu như cậu thực sự có thể chữa khỏi cho cậu ấy thì Bạch Kính Đình tôi cam lòng nhận thua. Tôi sẽ làm cờ thưởng thần y số 1 thủ đô tặng cho cậu. Kính Đình. Bạch Quân Đường nghe vậy không khỏi sốt ruột, mặc dù ông ta không tin Lý Dục Thần có thể chữa khỏi cho Tang Cát nhưng ông ta là kẻ đã lăn lộn trong chốn giang hồ nhiều năm có nhiều kinh nghiệm đánh cược, chuyện lỡ như trên đời này không ai có thể nói trước được. Thua 5 tỷ không phải là chuyện lớn, thua tiếng tăm cũng không phải là chuyện lớn, con người rất mau quên, chỉ cần đợi một thời gian là mọi người sẽ quên hết chuyện ngày hôm nay, cùng lắm thì Lý Dục Thần thắng nhưng nhà họ Bạch sẽ vẫn là nhà họ Bạch, Bách Thảo Đường sẽ vẫn là Bách Thảo Đường. Nhưng nếu tặng cờ thưởng thì khác, làm vậy chẳng khác nào tặng danh hiệu số 1 thủ đô của nhà họ Bạch cho người ta. Bạch Quân Đường mới vừa mở miệng, Bạch Kính Đình đã xua tay ngăn lại, cứu một mạng người còn hơn xây tháp phủ đồ 7 tầng. Chúng ta là bác sĩ, y đức là quan trọng nhất. Nếu như cậu ta thật sự có thể chữa khỏi chứng bệnh này thì có thừa nhận cậu ta giỏi hơn cháu thì cũng có làm sao. Nếu như con cháu nhà họ Bạch giỏi giang thì sau này đi giành lại danh hiệu số 1 này là được. Bạch Quân Đường tự nhủ, cháu nói thì nhẹ nhàng lắm, đồ đã đưa cho người ta rồi, muốn lấy lại, nói nghe thì dễ. Nhưng thấy Bạch Kính Đình đã quyết tâm như vậy rồi, Bạch Quân Đường cũng không tiện nói gì nữa, chỉ nhíu mày thì thầm với một nhân viên của Bách Thảo Đường đứng xem bên cạnh, mau vào trong mời đạo gia ra đây. Người kia vâng dạ rồi chạy vào trong Bách Thảo Đường. Lý Dục Thần cười lắc đầu, mặc dù cờ thưởng chẳng có tác dụng gì với anh nhưng nếu nhà họ Bạch tặng thì anh sẵn lòng nhận. Có điều, anh cũng thực sự bội phục thái độ vô tư của Bạch Kính Đình. Riêng chỉ không hiểu tại sao người này lại thù hằn anh. Lý Dục Thần đi đến chỗ chiếc xe đẩy tay, cúi đầu xuống xem nhìn Tang Cát nằm trên chiếc xe đẩy tay, nhất là mắt của cậu ấy. Thực ra nguyên nhân ốm đau của Tang Cát rất đơn giản, đấy chính là trong cơ thể cậu ấy có yêu hồn quấy phá, gặm nhấm linh hồn của cậu ấy. Về lý mà nói thì đáng lẽ ra Tang Cát đã chết từ lâu rồi nhưng vì có yêu hồn của con rắn kia vẫn luôn bảo vệ cậu ấy, quấn chặt lấy linh hồn của cậu ấy nên con cóc mới không nuốt chửng được. Mấy năm trôi qua, hồn rắn và hồn của Tang Cát đã dung hợp lại với nhau, không thể tách rời. Chuyện này phù hợp với câu chuyện mà mẹ Tang Cát là Đạt Ngõa kể. Đạt Ngõa nói hồi nhỏ Tang Cát vì bảo vệ một con rắn nên bị chim ưng mổ mù mắt. Sau đó, cậu ấy đánh đổ trường minh đăng trong miếu, thiêu chết con cóc trong miếu. Chắc chắn con cóc này là yêu vật mà người trong miếu nuôi dưỡng, còn trường minh đăng cũng không phải là trường minh đăng bình thường, nếu không thì không thể đốt chết yêu quái được. Sau khi con cóc chết, nó muốn trả thù nên mới bám vào người Tang Cát, hút hồn phách của cậu ấy. Có lẽ vẫn còn một khả năng nữa là Đức Tao Cu trong miếu muốn mượn cơ thể của Tang Cát để phục sinh cóc yêu. Nhưng con rắn mà Tang Cát đã cứu được kia lại đến trả ơn. Nó dung nhập vào trong cơ thể Tang Cát, bảo vệ cậu ấy, nhờ vậy mà nhiều năm qua, tuy sức khỏe của Tang Cát càng ngày càng yếu đi nhưng chung quy cậu ấy vẫn còn giữ lại được chút hơi tàn. Đối với Lý Dục Thần thì giết chết con cóc yêu này chỉ là chuyện đơn giản, anh có thể tiện tay làm luôn. Khó ở chỗ, vì con rắn trong cơ thể Tang Cát đã quấn quanh cậu ấy quá lâu, đã dung hợp lại với hồn của cậu ấy nên rất khó tách ra. Mặt khác, mắt của Tang Cát bị mổ mù từ nhỏ, thời gian bị mù đã quá lâu, tuy nếu dùng biện pháp của tiên gia thì vẫn có thể chữa được nhưng quá trình chữa trị rất phiền phức, có khi còn không thực dụng bằng dạy cậu ấy cách cảm ứng bằng thần thức. Thấy Lý Dục Thần cau mày không nói lời nào, Bạch Quân Đường thở phào nhẹ nhõm. Này cậu, đừng giả bộ nữa, nơi này là Bách Thảo Đường, là nơi danh y quy tụ, đừng hy vọng có thể giờ trò trí trá gì qua mắt được mọi người. Thế nhưng Lý Dục Thần lại nói, lấy châm ra đây. Bệnh của Tang Cát không do kinh mạch mà là do linh hồn, thực ra không cần châm cứu. Muốn loại bỏ linh hồn của cóc yêu chỉ là chuyện nhỏ đối với Lý Dục Thần. Nhưng những người đứng xem sẽ không thể hiểu được, nếu như anh có thể khiến người ta nảy sinh nghi ngờ, cho rằng anh ăn may, thậm chí còn cho rằng anh đã thông đồng trước với bệnh nhân. Việc châm cứu cho bệnh nhân sẽ khiến quá trình chữa bệnh trở nên trịnh trọng và chặt chẽ, cẩn thận. Không lo bị ai bắt thóp. Hiện tại, đi bệnh viện khám bệnh cũng thường như vậy. Nếu như bác sĩ chỉ làm vài động tác mà chữa khỏi được cho bệnh nhân thì không thể hiện được bản lĩnh của mình, cho nên phải chữa bệnh cho người bệnh nhẹ như thể chữa cho người bệnh nặng, đây đã trở thành thông lệ mà người trong nghề ngầm hiểu với nhau.
Rõ ràng chỉ cần tốn mười mấy đồng tiền thuốc uống xong là sẽ khỏe lại, nhưng lại vẽ ra bắt siêu âm cắt lớp, chụp cộng hưởng từ đầy đủ rồi truyền thêm mấy chai nước, bệnh nhân mang ơn, bác sĩ được cả danh và lợi. Chuyện này không phải là do bác sĩ thất đức mà là tệ nạn của xã hội, nếu anh không làm như vậy thì chẳng những là phá luật, bị đồng nghiệp khinh bỉ mà cũng sẽ không nhận được sự tôn trọng của người bệnh. Cho nên thần y ngày xưa giỏi chữa bệnh nhỏ thì không có danh tiếng, còn những người để được tiếng thơm tới bây giờ đều là những người có thể chữa khỏi bệnh nặng. Thần y ngày nay cũng vậy. Lý Dục Thần dùng châm còn có một mục đích nữa, đó chính là muốn cho. Bạch Kính Đình nhìn thấy anh dùng châm. Anh muốn Bạch Kính Đình tâm phục khẩu phục trao cờ thưởng cho anh. Ông xem cậu ta làm bộ làm tịch kìa, chắc là đang câu giờ đấy. Phải đấy, vừa rồi cậu ta mới bảo là nếu như cậu ta không chữa khỏi được thì cũng coi như là nhà họ Bạch thắng mà. Hừ, ông xem cậu ta kìa, đúng là tên bốc phét. Chỉ giỏi khoác lác. Bạch Quân Đường vẫn còn đang cười gắn thì chợt nghe Bạch Kính Đình nói với trợ thủ đứng bên cạnh mình, đi lấy kim châm của tôi ra đây. Bạch Quân Đường sững sờ, Kính Đình, cháu để ý tới cậu ta làm gì, cứ thử không có kim châm cứu xem cậu ta chữa thế nào. Bạch Kính Đình nói, cháu là bác sĩ phải luôn đặt việc chữa bệnh cứu người lên trên hết, ân oán tạm thời đặt qua một bên. Bạch Quân Đường còn muốn phản đối nhưng nghĩ lại, bỗng giật mình nhận ra Bạch Kính Đình nói đúng. Nếu như không cho Lý Dục Thần mượn kim châm cứu thì Lý Dục Thần có thể mượn cớ mình không có châm để kéo dài thời gian, hòng dở trò. Hơn nữa, nơi này là Bách Thảo Đường, nếu ngay cả mấy cây châm mà cũng không chịu cho mượn thì không khỏi hẹp hòi. Bạch Kính Đình lấy kim châm chuyên dụng của mình ra, mặt ngoài là hào phóng nhưng thực tế lại là ra cho Lý Dục Thần một bài toán khó. Người khác không biết nhưng Bạch Quân Đường biết, bộ kim châm đó là đồ hoàng đế ban thưởng cho tổ tiên của nhà họ Bạch thời còn làm ngự y trong cung, không chỉ được chế tác tỉ mỉ mà hình dạng và cấu tạo cũng rất đặc biệt, người bình thường căn bản không sử dụng nổi. Chỉ chốc lát sau, trợ thủ của Bạch Kính Đình ôm một chiếc hộp gỗ hoa lê rất đẹp đi ra đây. Bạch Kính Đình đưa hộp cho Lý Dục Thần, nói, đây là kim châm gia truyền của nhà họ Bạch tôi, có hiệu quả rất thần kỳ, cậu dùng đi. Lý Dục Thần cũng không khách khí, nhận lấy hộp, mở ra xem. Bên trong hộp là một loạt kim châm cứu vàng óng ánh, có to có nhỏ, có ngắn có dài. Cây dài nhất mảnh hơn cọng tóc, dài hơn 20cm. Cắm một sợi tơ dài 20cm vào trong huyệt vị của con người quả không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Dục Thần xem qua một lượt, lập tức hiểu thấu ý đồ của Bạch Kính Đình muốn thử anh. Anh cười khẽ một tiếng, cầm một cây kim châm lên, chậm rãi đâm vào huyệt thần đình của Tang Cát. Bạch Kính Đình kinh ngạc, vừa bắt đầu đã đâm ngay vào huyệt thần đình, đúng là to gan. Hơn nữa thủ pháp hết sức đặc biệt, không phải châm pháp mà y gia thường dùng. Người khác nhìn vào chỉ nghĩ là anh tiện tay cắm vào nhưng Bạch Kính Đình là người có chuyên môn, ông ta nhìn một cái là biết ngay vừa rồi là một châm cực kỳ xuất sắc. Sau đó, Lý Dục Thần đâm tiếp châm thứ hai, châm thứ ba. Bạch Kính Đình càng xem càng giật mình, xem say sưa tới mức quên bằng cả thân phận của mình, áp sát lại gần như một học sinh đang nghiêm túc xem giáo viên làm mẫu. Cho tới khi Lý Dục Thần cầm cây châm cuối cùng, cây châm dài 20 phân mảnh như sợi tơ lên. Sợi tơ vàng trên tay anh mềm oặt, không cứng hơn một sợi tơ thật sự là bao. Những người đứng vây xem gần nhất đều nhìn thấy rõ cây châm này, trong lòng không khỏi nghĩ xem làm thế nào để có thể đâm cây châm mảnh như vậy vào trong người. Kể cả Bạch Kính Đình cũng thấy hiếu kỳ. Bởi vì trước nay, ông ta chưa bao giờ dùng cây châm này. Năm xưa, ông ta cũng chỉ mới thấy bố mình dùng nó một lần. Mặc dù thủ pháp khi đó như thế nào ông ta vẫn còn nhớ rất rõ nhưng dù đã tập luyện suốt mấy chục năm rồi mà vẫn không học được. Ông ta đã từng hỏi bố mình cách sử dụng cây châm này nhưng bố ông ta lại nói rằng thủ pháp của mình vẫn chưa hoàn toàn thành công. Bố ông ta còn nói rằng, người có thể khống chế được cây kim châm dài này để cứu người thì có thể nói là bàn tay thần. Bộ kim châm này có tổng cộng 72 chiếc. Bạch Kính Đình không ngờ Lý Dục Thần lại gần như dùng hết tất cả. Mỗi một châm cắm xuống đều rất tài tình, khiến người ta phải vỗ bàn khen ngợi. Tới lúc này, chỉ còn sót lại một cây châm cuối cùng. Trong lòng Bạch Kính Đình chợt nảy sinh đôi chút mâu thuẫn, ông ta vừa hy vọng Lý Dục Thần có thể đâm châm này thành công, để cây thần châm bị chôn vùi mười mấy năm được nhìn thấy ánh mặt trời nhưng đồng thời lại không muốn Lý Dục Thần thành công,
bởi vì điều đó có nghĩa là chẳng những y thuật của Lý Dục Thần giỏi hơn ông ta mà thậm chí rất có thể còn giỏi hơn cả bố ông ta, Bạch Cảnh Thiên. Ông ta nín thở, nhìn Lý Dục Thần không chớp mắt. Lý Dục Thần buông sợi tơ vàng ra, để nó rủ xuống trước trán của Tăng Cát. Ánh mắt Bạch Kính Đình lộ vẻ khó tin, bởi vì ông ta trông thấy đầu sợi tơ vàng mềm oặt đó đã cắm vào giữa trán của Tăng Cát, hơn nữa phần tơ vàng ngay ngắn còn kéo căng. Làm thế nào mà làm được như vậy? Điều làm Bạch Kính Đình càng khiếp sợ hơn nữa chính là chuyện xảy ra tiếp theo. Lý Dục Thần buông ngón tay ra, đẩy một cái, sợi tơ vàng lập tức trườn như một con cá trạch vào giữa trán của Tăng Cát, thoát cái đã không còn thấy đâu nữa. Những người đứng gần vây xem không hẹn mà cùng ồ lên. Những người đứng ở vòng ngoài không nhìn thấy rõ nên không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi, sợ quấy rầy quá trình chữa trị thần thánh này. Lúc Lý Dục Thần thi châm, anh hết sức tập trung, khí thế tỏa ra từ người anh khiến người ta cảm nhận được sự nghiêm túc và trang trọng, dường như ngay cả ánh nắng cũng cực kỳ ưu ái cho anh, phủ lên người anh một vầng sáng thánh khiết, cực kỳ sáng sủa. Cóc này không phải là cóc thật mà chỉ là một ảo ảnh nằm bò trên người Tăng Cát. Cóc há to miệng, bụng phồng lên như đang ăn thứ gì đó. Đột nhiên, bụng cóc nhanh chóng xẹp xuống, nó thở ra một hơi qua đường miệng. Sau đó, thân thể của nó bay lên. Đúng lúc này, tay của Lý Dục Thần sờ nhẹ dưới rốn của Tăng Cát. Cây châm dài nhỏ lập tức bay ra khỏi đan điền của Tăng Cát, hóa thành một luồng sáng. Phóng lên trên trời, đâm vào mình cóc. Mọi người chỉ trông thấy có ánh sáng vàng lóe lên trên không trung rồi tối xuống, tất cả đều biến mất. Cây kim châm kia đã quay lại tay Lý Dục Thần, dường như tất cả những gì vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác của mọi người. Đầu đường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều ngừng thở, không ngăn nổi cảm xúc khiếp sợ do ảo ảnh vừa rồi gây ra. Cho tới khi Lý Dục Thần cầm hộp gỗ trả lại cho Bạch Kính Đình, mọi người mới phát hiện ra những cây châm đã được rút ra khỏi người Tăng Cát, cất lại vào. Trong hộp, Bạch Kính Đình chết lặng nhận lại chiếc hộp, trong lòng thật sự quá đỗi kinh ngạc nên không cách nào diễn đạt thành lời. Người đầu tiên lên tiếng là Tăng Cát. Tăng Cát ho khan một tiếng. Tiếng ho khan này tựa như một tia sét làm tất cả mọi người hoàn hồn. Người thứ hai lên tiếng là Đa Cát. Đa Cát nghe thấy Tăng Cát ho khan bèn sủa gâu gâu, cái đuôi ngoáy tít như chiếc quạt điện nhỏ. Đạt ngõa nhào tới, quỳ gối bên cạnh chiếc xe đẩy tay. Vuốt ve gương mặt gầy gò của Tăng Cát, khế gọi Tăng Cát. Tăng Cát. Cổ họng Tăng Cát phát ra âm thanh rất khô, mẹ. Nháy mắt, nước mắt không ngừng rơi như mưa từ đôi mắt của Đạt Ngõa. Tăng Cát, con đã tỉnh lại rồi. Con có thể nói chuyện rồi. Mẹ. Gâu gâu gâu. Tiếng sủa của Đa Cát nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng vỗ tay tựa như nước chiều dâng. Người đầu tiên vỗ tay chính là ông chủ hầu. Ông ta tự nhận rằng mình cũng đã là người từng trải, từng đi tìm kho báu, từng xuống dưới mộ, mặc áo của người chết, cầm bát cơm của hoàng đế. Thế, nhưng so với chuyện hôm nay thì dường như những chuyện đó chẳng là gì cả. Đánh cược 5 tỷ, châm pháp kỳ diệu, nhìn thấy yêu quái trong ảo ảnh, thần y số 1 thủ đô đổi chủ. Mỗi một sự kiện đều đủ để tán phét cả đời, huống chỉ tất cả lại cùng xảy ra một lúc, với một ngừa. Không hổ là cháu trai của Lý Thiên Sách, con trai của Lý Vân Hoai. Trong lòng ông chủ hầu hiểu rất rõ, từ hôm nay trở đi, cái tên của cậu Lý sẽ vang vọng ở thủ đô. Nhà họ Lý đã trở về rồi. Còn ông ta thì là người chứng kiến sự phục hưng của nhà họ Lý. Trong lòng ông ta trào dâng đôi chút niềm vinh quang vô hình. Tiếng vỗ tay của ông chủ hầu nhanh chóng được những người khác hưởng ứng, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, kéo dài mãi không dứt. Lý Dục Thần lấy một viên thuốc ra, nhét vào trong miệng của Tăng Cát. Đạt Ngõa quỳ phịch xuống trước mặt Lý Dục Thần, ân nhân. Cảm ơn cậu sáng hơn mặt trời, thánh khiết hơn tuyết trên đỉnh Cương Nhân Ba Tê. Tôi không biết nên báo đáp cậu như thế nào, nếu như có thể, tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa hầu hạ cậu đời đời kiếp kiếp. Lý Dục Thần vội vàng đỡ bà ấy dậy, nói, không cần cảm ơn tôi, là do tính mệnh của con cô vẫn chưa tới đường cùng. Mau đi lấy một bát nước cho cậu ấy uống đi, cậu ấy cần bổ sung nước. Đạt Ngõa cuống quýt đứng lên đi tìm nước. Ở quanh đây có không ít người muốn đưa nước mình mang theo người cho Đạt Ngõa. Nhân viên của Bách Thảo Đường mang nước ấm ra. Bạch Kính Đình tự tay bưng chén nước, đưa đến trước mặt Đạt Ngõa. Đạt Ngõa nhận lấy chén nước, nói một tiếng cảm ơn rồi kề chén vào miệng của Tăng Cát, từ từ nghiêng chén,
cẩn thận để nước dần dần thấm ướt cánh môi. Của Tang Cát. Tang Cát lè lưỡi ra liếm láp, như một kỳ thích, cánh môi khô khốc của cậu ấy chợt trở nên căng mọng, khuôn mặt tái nhợt, gầy ốm cũng có màu máu. Mọi người cảm thấy nước này thần kỳ giống như nước thần. Nhưng những bác sĩ đang có mặt ở đây, nhất là Bạch Kính Đình, hiểu rõ trong lòng rằng, nước bình thường không thể làm được điều này, đây là do vừa rồi Lý Dục Thần châm cứu xong, cho cậu ấy uống viên thuốc kia. Lý Dục Thần xoay người lại, nhìn Bạch Kính Đình, cười nói, bác sĩ Bạch, tôi đã xong việc rồi, ông có nghi vấn gì không? Đầu đường lập tức im phăng phắc, lúc này mọi người mới nhớ ra ở đây vẫn còn một vụ đánh cược 5 tỷ. Nhưng bộ châm này có ý nghĩa đặc biệt đối với nhà họ Bạch. Nó là đồ cung đình ban cho, là vật tượng trưng cho niềm vinh dự của nhà họ Bạch giống như tấm biển Bách Thảo Đường kia vậy. Cho dù có ra giá bao nhiêu tiền thì Bạch Kính Đình cũng không thể mà cũng không dám bán bộ châm này đi. Lý Dục Thần ngẩng đầu nhìn cửa Bách Thảo Đường, nói, đổi thành 10% cổ phần của Bách Thảo Đường thì sao? Cái gì? Lần này, không chỉ Bạch Kính Đình mà tất cả người nhà họ Bạch đang có mặt ở đây đều lấy làm kinh hãi. Trong đám đông, mắt ông chủ hầu lại sáng lên, ông ta âm thầm bật ngón tay cái. Cao tay, đúng là cao tay, không hổ là con cháu nhà họ Lý. Ông chủ hầu đã nhìn ra được dụng ý của Lý Dục Thần. Nhà họ Lý muốn phục hưng. Muốn quật khởi, không phải chỉ dựa vào mấy lời nói suông. Vài tỷ ở trong mắt người bình thường là một con số trên trời nhưng đối với những gia đình giàu có hàng đầu ở kinh thành thì nó chỉ là con bò rụng lông, cây me rụng lá. Nếu như có thể lấy được 10% cổ phần của Bách Thảo Đường thì chẳng khác nào trói được nhà họ Bạch lên trên cỗ xe phục hưng nhà họ Lý. Điều này còn có ích hơn 5 tỷ nhiều. Suy nghĩ của Lý Dục Thần không khác ông chủ hầu đoán là bao. Hiện tại, căn cơ của tập đoàn Kinh Lý còn bất ổn, cần phải tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn nữa ở phương Nam. Dù cho Lang Dụ Văn có bản lãnh cỡ nào đi nữa thì cũng không dám lỗ mãng bành trướng ra khu vực phía Bắc vào lúc này. Có cổ phần của Bách Thảo Đường, chẳng khác nào dựa vào thế lực của nhà họ Bạch để bén rễ ở thủ đô. Nhà họ Bạch đã làm ăn ở thủ đô mấy trăm năm, cho dù có là 4 gia tộc lớn nhất thủ đô cũng không dám xem thường gia đình này. Đương nhiên, người nhà họ Bạch không ngốc. Muốn đổi 5 tỷ lấy 1 phần 10 tài sản của nhà họ Bạch là chuyện không tưởng, cho nên anh chỉ đòi 10% cổ phần của Bách Thảo Đường. Tỷ trọng của Bách Thảo Đường trong sản nghiệp của nhà họ Bạch không lớn, chẳng qua vì rất nổi tiếng nên mọi người mới lầm nhà họ Bạch chỉ có mình Bách Thảo Đường. Thực ra, trong tay nhà họ Bạch còn có rất nhiều sản nghiệp khác như xưởng chế thuốc, chuỗi tiệm thuốc, bệnh viện hiện đại, viện dưỡng lão. Cậu cho là tôi sẽ đồng ý à? Bạch Kính Đình hỏi ngược lại, chỉ riêng giá trị thương hiệu Bách Thảo Đường thôi đã hơn 5 tỷ rồi. Tôi biết, Lý Dục Thần nói, cho nên tôi chỉ cần cổ phần của căn y quán này và tiệm thuốc. Như vậy, ông cũng sẽ không cần tặng cờ thưởng cho tôi nữa. Bởi vì tôi cũng được coi là một thành viên của Bách Thảo Đường. Bạch Kính Đình hơi sững sờ. Nhớ tới chuyện phải đưa cờ thưởng, ông ta thấy hơi ảo não. Thật sự là quá tự phụ, quên mất lời dạy của tổ tiên. Thầy thuốc cần phải khiêm tốn, mình giỏi có người khác giỏi hơn, dẫn đến việc đưa ra tuyên bố quá tuyệt đối. Thấy Bạch Kính Đình im lặng, Lý Dục Thần lại bổ sung thêm một câu, mặt khác, nếu như ông đồng ý, ta sẽ nói cho ông biết vừa rồi tôi đã đâm cây kim châm cuối cùng như thế nào. Tôi cam đoan, tôi mà đã dạy thì chắc chắn ông sẽ học được. Bạch Kính Đình do dự. Đối với một người si mê y thuật từ nhỏ như ông ta thì điều kiện này quá hấp dẫn. Kính Đình. Cháu đừng nghe cậu ta nói lung tung, cổ phần của Bách Thảo Đường tuyệt đối không thể chia cho ai khác không phải người nhà họ Bạch chi, Bạch Quân Đường nhắc nhở. Bạch Kính Đình im lặng, không lập tức tỏ thái độ. Người khác không biết nhưng trong lòng ông ta hiểu rất rõ giá trị của chiếc châm ấy. Nó không phải chỉ là một châm. Nếu như học xong, nó có nghĩa là đã nắm giữ được một châm pháp cực kỳ cao thâm. Đây là điều mà ngay cả bố ông ta, Bạch Cảnh Thiên cũng chưa từng hoàn toàn nắm giữ được. Đây là thứ có thể truyền lại cho con cháu đời sau, có giá trị hơn vàng bạc, kho báu. Tuy nếu Đường Đường là gia chủ nhà họ Bạch đương nhiệm, giành y số một thủ đô mà lại đi học y thuật của một người trẻ tuổi thì thực sự hơi mất mặt. Nhưng Bạch Kính Đình không phải loại người cổ hủ, mặt mũi đáng giá mấy đồng. Hôm nay đánh cược thua là đã mất mặt rồi, vậy thì còn có thể mất mặt tới đâu được nữa. Huống chị, ai giỏi hơn thì người đó là thầy. Mỗi kỹ năng đều cần phải học tuần tự trước sau,
Khổng Tử còn có thể chắp tay nhận một đứa trẻ là thầy thì sao Bạch Kính Đình lại không thể nhận một thanh niên trẻ làm thầy chứ? Hiện tại, Lý Dục Thần nói không cần trả 5 tỷ, không cần tặng cờ thưởng, chỉ cần 1/10 cổ phần của y quán Bách Thảo Đường, còn tặng thêm một bộ châm pháp. Há có thể có kết quả nào tốt hơn thế này được chăng? Được, tôi có thể đồng ý với cậu, Bạch Kính Đình nói, có điều đây là chuyện lớn, tôi phải tổ chức hội nghị cổ đông, trưng cầu ý kiến của các cổ đông khác. Đương nhiên là được. Lý Dục Thần biết, tuy Bạch Kính Đình là gia chủ nhưng nhà họ Bạch to như vậy không thể chuyện gì cũng do ông ta quyết định được. Cái gọi là hội nghị cổ đông thực chất là cuộc họp gia đình. Đúng lúc này, một tiếng quát to pha lẫn tức giận vang lên, khoan đã. Một người mặc thường phục nhưng búi tóc trên đầu như thể một đạo sĩ đi ra từ trong Bách Thảo Đường. Lý Dục Thần nhìn thấy cách ăn mặc của đối phương, không cần đoán cũng biết, người này chính là giám viện đương nhiệm của Bạch Vân Quan, Bạch Phương Hưng. Bạch Quân Đường thấy ông ta tới lập tức mừng rỡ, anh ba, cuối cùng anh cũng ra rồi, Kính Đình nó. Bạch Phương Hưng ngắt lời ông ta, anh đã nghe thấy cả rồi, muốn có cổ phần của Bách Thảo Đường à, tuyệt đối không thể. Chú ba, Bạch Kính Đình cung kính chào một tiếng. Bạch Phương Hưng trừng mắt, cả giận nói, hừ, cháu còn biết gọi chú là chú ba à? Sao chú ba lại nói vậy à? Bạch Kính Đình, lẽ nào cháu đã quên bố cháu chết như thế nào rồi ư? Cổ phần của Bách Thảo Đường có thể bán cho người khác nhưng không thể bán cho người nhà họ Lý, nếu cháu dám tặng cổ phần Bách Thảo Đường cho cậu ta thì đó chính là bất hiếu. Là quên cội nguồn. Lời này quá nghiêm khắc. Đối với một gia đình thế gia kế thừa nghề y nhiều đời như nhà họ Bạch thì chữ hiếu là quan trọng nhất. Sắc mặt Bạch Kính Đình hơi khó coi, ông ta muốn giải thích vài câu, nhưng từ trước đến nay ông ta luôn đôn hậu, không giỏi tự biện bạch cho mình, nhất là ở trước mặt chú ba. Bạch Phương Hưng là em ruột của Bạch Cảnh Thiên, vì thích đạo thuật nên từ thuở nhỏ, ông ta đã xuất gia ở Bạch Vân Quan. Mặc dù đã xuất gia nhưng ông ta chưa từng cắt đứt liên lạc với nhà họ Bạch. Ông ta song tu cả y và đạo, bất kể là y thuật hay đạo thuật, ông ta đều có thành tựu không nhỏ, địa vị ở nhà họ Bạch gần bằng Bạch Cảnh Thiên. Sau khi Bạch Cảnh Thiên mất, đương nhiên ông ta trở thành người có địa vị cao nhất trong nhà họ Bạch, là người có tiếng nói có trọng lượng nhất. Nếu không phải ông ta là người của toàn chân môn thì vị trí gia chủ không tới lượt Bạch Kính Đình. Mỗi khi nhà họ Bạch có chuyện lớn gì là mọi người lại mời Bạch Phương Hưng trở về, nghe thử ý kiến của ông ta. Mỗi khi có chứng bệnh khó chữa, Bạch Kính Đình đều khiêm tốn xin chú ba chỉ dạy. Cho nên trong giới y khoa ở thủ đô có người nói rằng Bạch Phương Hưng mới thật sự là danh y số một thủ đô, thậm chí có người còn nói rằng, y thuật của ông A thậm chí đã vượt qua cả Bạch Cảnh Thiên năm xưa. Chẳng qua vì đều là người của nhà họ Bạch, ông ta lại là đạo sĩ toàn chân, không tranh danh lợi nên mới nhường danh hiệu số một này cho Bạch Kính Đình. Bình thường, Bạch Phương Hưng cũng hiền lành, chẳng mấy khi mới thấy ông A nghiêm khắc như thế này, khiến Bạch Kính Đình nhất thời bối rối cúi đầu xuống, im lặng nghe răn dạy. Bạch Quân Đường đứng bên cạnh nhìn, trong lòng cảm thán, đều là chú, ông A là chú năm, người ta là chú ba, tại sao lại khác nhau lớn như vậy chứ? Lý Dục Thần khẽ nhíu mày. Rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao Bạch Phương Hưng tránh mặt mình. Hóa ra là vì nhà họ Lý và nhà họ Bạch có thủ oán, nghe ý của ông ta thì cái chết của Bạch Cảnh Thiên có liên quan tới nhà họ Lý. Hả ẳn là nhà họ Bạch cũng tham gia vào chuyện diệt cả nhà họ Lý năm xưa. Anh phải làm rõ chuyện này. Bạch Phương Hưng thấy Bạch Kính Đình không phản đối, sắc mặt dịu lại, nói Kính Đình, cháu là người đôn hậu, một lòng học y, không biết lòng người hiểm ác trên thế gian. Chuyện ngày hôm nay rõ ràng là một âm mưu, một bệnh nhân kỳ lạ như vậy chưa chắc mấy năm đã gặp một lần, vậy mà đúng lúc này, tên họ Lý kia cũng xuất hiện, cháu không nghĩ tới chuyện bọn họ thông đồng với nhau ư. Bạch Kính Đình nói, chú ba, cháu cũng đã nghi ngờ như vậy rồi nhưng vừa rồi cậu ta thi triển châm pháp thực sự rất xuất chúng, chuyện này không thể là giả được. Bạch Phương Hưng cười gằn một tiếng, hừ, châm pháp gì, chẳng qua là chút trò che mắt mà thôi. Bạch Kính Đình sững sờ, trò che mắt ư, Kính Đình, cháu là thầy thuốc, không biết thiên hạ có huyền môn kỳ thuật. Những mánh khóe vớ vẩn đó chỉ lừa được những người ngoại đạo như cháu và mọi người thôi, cháu xem đây. Nói rồi, ông ta khẽ vươn tay ra, chiếc hộp đựng kim châm mà trợ thủ của Bạch Kính Đình đang ôm chợt bay lên rồi đáp xuống trong tay Bạch Phương Hưng. Hay, có người khen một tiếng hay, chiêu lấy vật từ xa này hay quái, đám đông vang lên một tràng vỗ tay. Bạch Phương Hưng hất hộp gỗ lên.
Chiếc hộp lộn vài vòng trên không trung, nắp hộp mở ra, một loạt kim châm rơi ra ngoài. Khi kim châm sắp rớt xuống đất, Bạch Phương Hưng lại tiện tay tóm chúng lên, kim châm hóa thành một dải hào quang, bắn vào bức tường bao của Bách Thảo Đường. Kim châm cắm vào tường, chỉ còn để lại đầu kim bé bằng một dấu chấm sáng lên ánh sáng màu vàng dưới ánh mặt trời, rung lên liên tục. Lúc này, hộp gỗ rơi xuống, Bạch Phương Hưng tiện tay vỗ một cái, hộp gỗ lại bay ra ngoài, trở về tay của trợ thủ của Bạch Kính Đình. Người vừa hỏi câu đó chính là Lâm Mộng Đình. Cô khoác tay Lý Dục Thần, nghiêng người dựa vào người anh, ngẩng đầu nhìn những chiếc kim châm trên tường. Câu hỏi của cô đã làm hỏng hết bầu không khí sùng bái vừa rồi. Mọi người như người vừa tỉnh mộng, giật mình hiểu ra, đúng vậy, kim châm cứu là để chữa bệnh, chứ có phải phi tiêu đâu, găm vào tường để làm gì. Lý Dục Thần không khỏi mỉm cười, câu này của vợ chưa cưới của anh nhìn như tùy ý nhưng sắc thái biểu cảm và thời điểm lên tiếng lại được lựa chọn rất chính xác. Anh cười nói, nếu cái này có thể chữa bệnh thì chị Mai đã là thần y đệ nhất thiên hạ rồi. Lâm Mộng Đình gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Nếu như để chị Mai ném, chắc chắn sẽ còn chuẩn hơn ông ta. Bọn họ đứng nói chuyện với nhau nhưng lại chọc giận người nhà họ Bạch. Một bác sĩ mặc áo bờ lu trắng đứng bên cạnh Bạch Phương Hưng nói, phương pháp châm cứu đã được ghi chép trong sách cổ rồi, không phải là điều gì bí mật, chỗ khó là ở chỗ phải kiểm soát lực. Chú ba có thể đâm cây kim châm nhỏ bé vào bức tường đá, dù độ dài kim châm dài ngắn khác nhau nhưng cây nào cũng đều chỉ vừa khéo lộ ra mỗi phần đuôi, khống chế một lúc 72 cây kim, mỗi cây kim là một lực đâm mạnh yếu khác nhau, chứng tỏ công phu điều khiển kim châm đã cực kỳ điêu luyện, có nói là trên đời không ai sánh bằng cũng không đủ. Người này bước tới chỗ bức tường, đứng trước những chiếc châm rồi khoa tay múa chân. Huống chỉ vị trí của 72 châm này còn vừa khéo tương ứng với vị trí của 72 huyệt trên cơ thể người, không sai chút nào. Công phu như vậy mà các người lại nói là không thể dùng để chữa bệnh ư. Cũng chỉ có người không hiểu về y thuật mới nói như vậy mà thôi. Nghe người này giải thích như vậy, quần chúng vây xem lập tức cảm thấy Bạch Phương Hưng thật lợi hại. Bạch Phương Hưng gật đầu hài lòng. Ông chủ hầu đứng trong đám đông liếc nhìn Bạch Phương Hưng rồi lại đánh mắt nhìn Lý Dục Thần. Trong lòng chợt xuất hiện một suy nghĩ. Ông ta làm nghề buôn đồ cổ ở Phan Gia Viên mấy chục năm nay cũng coi như là đã tích lũy được một chút tài sản nhưng ở thủ đô thì cùng lắm chỉ có thể coi là hơi giàu một chút mà thôi, nếu so với những gia tộc lớn siêu giàu thì ông ta còn chẳng bằng quả giấm của họ. Chẳng hạn như nhà họ Bạch, ông ta chỉ quen biết Bạch Quân Đường. Ở trong mắt Bạch Quân Đường thì ông chủ hầu chính là một người có quầy hàng ở Phan Gia Viên. Lúc trong tay ông ta có đồ tốt thì bọn họ còn có thể ngồi xuống uống trà, tán gẫu đôi ba câu, còn bình thường Bạch Quân Đường sẽ chẳng buồn liếc ông ta lấy một cái. Nhưng ở nhà họ Bạch thì Bạch Quân Đường có là gì chứ? Còn ở thủ đô thì nhà họ Bạch xếp thứ mấy? Ông chủ hầu hiểu rõ trong lòng rằng với địa vị của ông ta, ngay cả Bạch Lão Ngũ nhà họ Bạch ông ta cũng còn không đu bám nổi, nói gì tới nhà họ Vương, nhà họ Tiêu, nhà họ Hà, nhà họ Sở. Nhưng bây giờ ông ta lại có một cơ hội. Rõ ràng cậu Lý đây muốn chấn hưng lại nhà họ Lý, hơn nữa trông còn rất có thực lực. Nhưng anh chỉ mới tới thủ đô, không người quen, không bạn bè. Lúc này, nếu như ông ta nương tựa vào anh, giúp anh làm vài việc thì liệu có phải là sẽ trở thành công thần chấn hưng nhà họ Lý hay không? Dù sao nhà họ Lý cũng từng là gia đình giàu có số một năm nào. Lỡ như thành công thì sao? Ông chủ hầu chợt thấy kích động. Bầu máu nóng trong người như sôi trào. Ông ta mở miệng nói, để tôi nói một câu công bằng nhé. Ông chủ hầu đột nhiên đứng ra khiến nhiều người bất ngờ, kể cả Bạch Quân Đường và Lý Dục Thần cũng thấy ngạc nhiên. Bạch Quân Đường lườm ông ta một cái, ông hầu, ông muốn làm gì? Ông chủ hầu cười hề hề, chắp tay nói, thưa ngũ gia, không có gì cả, tôi chỉ muốn nói một câu công bằng mà thôi. Chuyện hôm nay đã được tôi chứng kiến từ đầu tới cuối. Ở đây. Ngoài đương sự ra thì không có mấy ai nhìn rõ hơn tôi. Bạch Quân Đường là một kẻ già đời, trực giác nói cho ông ta biết, e là chuyện mà ông chủ hầu muốn nói không phải là chuyện gì tốt đẹp, cho nên bất giác muốn ngăn ông ta lại. Ông chủ hầu phát biểu xong, đám người ở đầu đường lập tức ồn ào hô, đúng vậy, giọng nói vừa đồng thanh lại vừa lộn xộn. Bạch Quân Đường chau mày, ông ta không dám trả lời bừa bãi vấn đề này. Đúng là chuyện thắng thua đã phân định rạch ròi rồi nhưng Bạch Phương Hưng đã đi ra đây rồi, dường như ông ta không muốn công nhận kết quả này.
Nếu ông A không công nhận thì không người nào nhà họ Bạch dám công nhận hết. Nếu như nhà họ Bạch không công nhận thì kết quả thắng thua này không tính. Còn Bạch Kính Đình đã công nhận thì ông ta tự đi mà gánh vác trách nhiệm. Cho dù ông ta có là gia chủ của một gia tộc lớn nhưng lúc nên gánh tội thì vẫn phải gánh tội. May mà cuối cùng Bạch Phương Hưng cũng lên tiếng, ông nói đúng, vừa rồi đánh cược đúng là nhà họ Bạch đã sơ ý, chúng tôi có chơi có chịu. Chỉ là 5 tỷ thôi mà, nhà họ Bạch trả được. Trong lúc nói chuyện, Bạch Phương Hưng không hề nhìn ông chủ hầu lấy một cái. Hạng nhân vật tôm tép như vậy sao có thể được ông ta để ý đến chứ? Ông ta chỉ lạnh lùng nhìn Lý Dục Thần, nhưng nếu muốn mượn cơ hội này để ngấp nghé cổ phần của Bách Thảo Đường thì nằm mơ. Trong lòng ông chủ hầu hết sức không hài lòng về thái độ của Bạch Phương Hưng nhưng không còn cách nào khác, ai bảo địa vị của người ta cao hơn chứ? Người ta chẳng những là trưởng bối của nhà họ Bạch, sức nặng của lời nói còn cao hơn cả gia chủ Bạch Kính Đình, mà còn là giám viện của Bạch Vân Quan, cao nhân đạo môn đức cao vọng trọng. Dù trong lòng ông chủ hầu giận lắm nhưng ngoài mặt vẫn cười hì hì đáp, quả nhiên nhà họ Bạch rất trọng chữ tín. Nói rồi, ông ta ho nhẹ một tiếng, đổi giọng, nhưng xem chừng nghe ý Bạch đạo trưởng thì hình như ông không phục kết quả thắng thua này đúng không? Tôi nghĩ là chỉ bằng hai người lại đấu tiếp, cược tiếp thêm một lần nữa. Nếu nhà họ Bạch có năng lực thì có thể thắng lại 5 tỷ này, cũng là tăng thêm thể diện cho nhân dân thủ đô chúng ta, đừng làm hỏng giá trị của thương hiệu Bách Thảo Đường trong lòng chúng tôi. Lý Dục Thần hơi kinh ngạc nhìn ông chủ hầu. Lúc mới vừa đứng ra nói chuyện thì còn có thể coi là nói một câu công bằng nhưng tới hiện tại thì rõ ràng là ông ta đã thiên vị hẳn cho Lý Dục Thần. Ông lôi nhân dân thủ đô ra, sức nặng của bốn chữ này không thua gì con dấu còn hoàng đế trên tấm bảng vàng Bách Thảo Đường kia. Mà nhà họ Bạch muốn ứng chiến thì bắt buộc phải tăng thêm tiền đặt cược. Đây cũng chính là điều mà Lý Dục Thần muốn, chỉ là chưa tìm được lý do thích hợp mà thôi. Không ngờ ông chủ hầu lại giúp anh việc này. Lý Dục Thần lấy làm lạ, anh không thân cũng chẳng quen với ông chủ hầu, tại sao ông ta lại giúp anh? Trong lòng Bạch Kính Đình không muốn đánh cược nữa, bởi vì vừa rồi ông ta đã được mục sở thị châm pháp của Lý Dục Thần, ông ta không cho rằng chuyện khi nãy có điều gì khuất tất. Nhưng Bạch Phương Hưng lại nghĩ khác, dường như điều ông chủ hầu nói cũng chính là điều mà Bạch Phượng Hưng muốn, cho nên ông ta đồng ý rất sảng khoái. Tốt, cược thêm một ván nữa, chỉ có điều tôi phải tăng thêm tiền cược, ông ta nói. Ồ, Lý Dục Thần thấy thú vị, ông muốn tăng lên bao nhiêu? Tôi muốn cược toàn bộ tài sản của cậu, ông chủ hầu không ngờ Bạch Phương Hưng lại đòi cược tài sản. Ông ta thoáng thót tim, phe này chơi lớn rồi đây. Ông ta vừa mới chọn đứng về một phe, bỏ nhà họ Bạch, chọn nhà họ Lý. Với ông ta mà nói, đây là một vụ cá cược quan trọng của đời người. Nhưng một khi bọn họ cược lớn như thế thì rất có thể ông ta sẽ đắc tội cả hai bên cùng một lúc. Nếu vậy thì cho dù kết quả thắng thua của nhà họ Bạch và nhà họ Lý còn chưa rõ thì ông ta cũng đã thua rồi. Đám đông ở đầu đường trở nên kích động, ai nấy sắc mặt ửng hồng, trong mắt ngập tràn sự hưng phấn của dân cờ bạc. Như thể mọi người đều đem toàn bộ tài sản của mình ra cược vậy. Bạch Kính Đình kinh ngạc và sầu lo nhưng không nói gì. Ông ta là chủ gia tộc, lúc này tuyệt đối không thể làm trái lại. Nếu như ông ta phản đối quyết định của chú ba thì nội bộ nhà họ Bạch sẽ hình thành hai phe đối lập, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào đều sẽ gây ra chia rẽ nội bộ. Lúc này, ông ta chỉ có thể kiên định đứng về phía chú ba, âm thầm cầu nguyện trong lòng rằng, có Trường Xuân Đạo Pháp của Bạch Vân Quan hỗ trợ cho chú ba, có lẽ chú ba thật sự có thể thăng được Lý Dục Thần. Nếu vậy, thể diện của nhà họ Bạch vừa bị mình làm mất sẽ được vãn hồi trở lại, đồng thời cũng có thể báo thù cho mối thù bị trúng một mũi tên của bố ông ta. Lâm Mộng Đình không nói to nhưng đủ để truyền rõ ràng tới tai từng người. Mọi người đều rất khiếp sợ, không ngờ người trẻ tuổi trước mắt họ lại là một siêu tỷ phú có khối tài sản trên 100 tỷ. Ông chủ hầu cũng rất kinh ngạc, nghĩ tới lúc mình bằng tuổi đối phương, mình vẫn còn đang chơi guitar ở trường đại học, giả bộ là thanh niên văn nghệ để thu hút sự chú ý của các cô gái. Xem người ta đi, không những đã ôm được người đẹp về nhà mà còn là tỷ phú 100 tỷ nữa. Người nhà họ Bạch thì đỡ hơn, dù sao bọn họ cũng là một gia tộc giàu có nên vẫn còn giữ được bình tĩnh. Bạch Quân Đường cười khẩy, định giá tài sản cái con khỉ. Nếu bàn về định giá tài sản thì chỉ riêng tấm bảng hiệu Bách Thảo Đường này thôi đã đáng giá 100 tỷ rồi. Lý Dục Thần nói, vậy thì không tính theo định giá tài sản, chỉ tính theo tài sản thực tế 90 tỷ,
vậy ít nhất tôi cũng có 45 tỷ rồi. Xin hỏi Bạch đạo trưởng định đánh cược như thế nào? Dùng tiền mặt hay là dùng tài sản của nhà họ Bạch? Bạch Phương Hưng hơi nhíu mày. Ông ta cũng không ngờ Lý Dục Thần lại có nhiều tiền như vậy. Mặc dù tuyên bố hùng hồn như vậy và cũng tự tin là mình sẽ không thua, nhưng dù sao ông ta cũng là một đạo sĩ toàn chân, xuất gia từ nhỏ, không có tài sản cá nhân. Còn nếu muốn lấy tài sản của nhà họ Bạch ra đặt cược thì phải được những người khác trong gia tộc gật đầu mới được, dù tiếng nói của ông ta có trọng lượng tới đâu đi chăng nữa thì cũng không thể tự ý quyết định. Bạch Kính Đình bỗng lên tiếng, không phải là cậu Lý muốn có cổ phần của Bách Thảo Đường hay sao, 45 tỷ đổi được 20% cổ phần của Bách Thảo Đường. Lý Dục Thần đang định đồng ý thì Lâm Mộng Đình lại nói, ý Bạch gia chủ là có bao gồm thương hiệu Bách Thảo Đường không? Nếu như chỉ có mình y quán thôi thì e là không đáng mức giá đó. Bạch Kính Đình nói, đương nhiên không chỉ y quán. Tôi nói là toàn bộ tập đoàn Bách Thảo Đường, đây là một trong những tài sản quan trọng nhất của nhà họ Bạch, tổng giá trị ước đạt hơn 200 tỷ. 45 tỷ của cậu cộng với 5 tỷ tôi thua cậu ban nãy, quy đổi ra được khoảng 20%. Lâm Mộng Đình hoàn thành xong nhiệm vụ bèn giúp vào người Lý Dục Thần, ngoan ngoãn không nói gì nữa. Cô hiểu rất rõ thân phận và vai trò của mình, biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Lý Dục Thần gật đầu hài lòng, nhìn về phía Bạch Phương Hưng. Kính Đình, cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Bạch Phương Hưng hỏi, có cần bàn với mọi người trong nhà một chút không? Chú ba, cháu đã nghĩ kỹ rồi, Bạch Kính Đình nói, cháu có 20% cổ phần tại tập đoàn Bách Thảo Đường, vậy dùng nó đều cược đi ạ. Nếu thua thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới những người khác của nhà họ Bạch. Hơn nữa, cháu tin chú ba sẽ không thua. Bạch Phương Hưng gật đầu, được, vậy mới giống con trai của Bạch Cảnh Thiên chứ. Cháu yên tâm, chú nhất định sẽ không để tên họ Lý kia chiếm lợi của nhà họ Bạch chúng tai. Lý Dục Thần nói, đã quyết định vậy rồi thì tiếp theo hãy thảo luận xem so như thế nào đi. Bạch Phương Hưng nói, vừa rồi ván đầu tiên, bệnh nhân là cậu chọn, cậu thắng. Ván thứ hai này, tới lượt tôi chọn bệnh nhân, tôi cho cậu xuất thủ trước. Thế nào, cậu có dám không? Lý Dục Thần hào phóng xòe tay, tôi sao cũng được. Thái độ của anh như vậy khiến người nhà họ Bạch rất giận dữ. Vậy thì đi thôi, Bạch Phương Hưng quay người đi về phía cửa lớn của Bách Thảo Đường. Khoan đã, Lý Dục Thần kêu lên. Thế nào, hối hận rồi, Bạch Phương Hưng quay đầu lại nói, hối hận thì nhận thua đi. Lý Dục Thần chỉ vào mẹ con Đạt Ngõa, nói, bọn họ lặn lội đường xa đến đây. Mặc dù đã chữa hết bệnh hiểm nghèo nhưng sức khỏe suy nhược, cần được tĩnh dưỡng, chắc Bách Thảo Đường sẽ không bỏ mặc họ đâu đúng không? Bạch Kính Đình bèn nói với trợ thủ, bố trí phòng bệnh cho họ, chăm sóc cho tốt. Trợ thủ đồng ý, lập tức sai bảo vệ lại đẩy chiếc xe đẩy tay. Bấy giờ, Lý Dục Thần mới đi theo Bạch Phương Hưng vào bên trong. Anh vừa mới đi được hai bước thì chợt nghe sau lưng lại có người gọi, xin chờ một chút. Lại là ông chủ Hầu. Ông chủ Hầu nói, vụ đánh cược này lớn như thế, dù sao cũng phải có người làm chứng chứ. Mặc dù tôi không phải nhân vật máu mặt nhưng dù sao tôi cũng đã theo dõi toàn bộ nửa hiệp trước, không muốn bỏ lỡ mất nửa hiệp còn lại. Lý Dục Thần cảm thấy người này thật thú vị, bèn đáp tôi không có ý kiến gì, Bạch đạo trưởng thì sao? Bạch Phương Hưng hừ một tiếng, không nói câu nào, cứ thế quay đầu bỏ đi. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình thong thả đi theo. Ông chủ Hầu mừng thầm, đi theo họ vào trong. Đám quần chúng vây xem bị bỏ lại trước cửa, sau một hồi cảm thán, cuối cùng cũng tản đi hết. Chỉ còn lại ông cụ ăn vạ lúc đầu là vẫn còn đứng ngẩn người tại chỗ. Vào giây cuối cùng, ông ta cũng rất muốn đứng ra, đi theo vào Bách Thảo. Đường, nói tới người chứng kiến mọi việc thì ông ta có tư cách làm nhân chứng hơn ông chủ Hầu nhiều. Ông ta thừa hiểu mục đích của ông chủ Hầu, đây là cơ hội tốt biết mấy để tạo quan hệ với những người nhà giàu chứ. Bách Thảo Đường được xây dựng mở rộng từ một ngôi nhà theo lối kiến trúc cổ, nhà trước và chỗ cơi nới thêm trở thành tiệm thuốc và gian trước của y quán, hai bên trái phải đều là kiến trúc kiểu mở, trông rất bề thế. Khu nhà trong là bộ phận chính của y quán, hai gian nhà hai bên là phòng khám bệnh chuyên gia, nơi hội tụ các danh y. Hai bên phòng khám bệnh xây thêm hai tòa nhà có kiến trúc mái bay giả cổ, bên trong lại được trang bị toàn là các thiết bị hiện đại. Nhà chính và phòng bên hông được dùng làm văn phòng và kho hàng. Khu nhà sau là khu vực riêng của nhà họ Bạch, người không nhiệm vụ miễn vào.
Bạch Phương Hưng dẫn mọi người tới sân sau nhưng không dừng lại mà đi tiếp qua chiếc cửa nhỏ ẩn ở góc tây bắc. Hóa ra, sau khi đi qua cánh cửa này mới thấy đằng sau vẫn còn một khu vườn riêng biệt nữa, đình đài lầu tạ, núi giả, hành lang quanh co, yên tĩnh hơn so với khu nhà trước nhiều. Đây là nơi được dành riêng để tiếp các bệnh nhân quan trọng, nhà ở, sân vườn biệt lập, không phải tiếp xúc với những người ở nhà trước. Vừa rồi Bạch Phương Hưng đang ở đây, tới khi Bạch Quân Đường sai người vào gọi, ông ta mới chạy ra. Hầu hết bác sĩ và nhân viên của Bách Thảo Đường đều ở tại y quán đằng trước, người được đi vào đây toàn là nhân viên thân tín của nhà họ Bạch, đi đằng sau họ là Lý Dục Thần, Lâm Mộng Đình và ông chủ Hầu. Họ đi tới trước một tòa nhà nhỏ có hai người ăn mặc kiểu vệ sĩ đứng bên ngoài. Lý Dục Thần hơi ngạc nhiên, hai người này đều là cao thủ võ đạo, công phu đã tới hóa kình. Trong số những người nhà họ Bạch mà vừa rồi anh nhìn thấy, ngoài Bạch Phương Hưng ra, kể cả Bạch Kính Đình cũng không biết võ công, cùng lắm chỉ tập một chút bài võ dưỡng khí của y ra mà thôi. Nhưng khi đi vào đến đây thì ngay cả vệ sĩ trông cửa cũng là cao thủ hóa kình. Rốt cuộc bên trong có nhân vật ghê gớm cỡ nào? Bạch Phương Hưng phải chào vệ sĩ mới mở cửa cho họ vào, ánh mắt cảnh giác như chim ưng, nhìn lần lượt từng người một, không bỏ sót một chi tiết nào. Ông chủ Hầu đi cuối cùng, bị hai vệ sĩ nhìn tới mức ngượng ngùng, như thể trên người mình không mặc quần áo vậy. Họ đi vào một sảnh lớn, trên ghế sofa giữa phòng có một ông lão chừng 50, 60 tuổi. Thấy Bạch Phương Hưng đi vào phòng. Ông ta chậm rãi đứng dậy, nói, Bạch đạo trưởng về rồi. Mặc dù thái độ hết sức khách khí nhưng cũng không kiêu ngạo, không tự ti, khí thế chỉ có mạnh chứ không có yếu. Lý Dục Thần nhìn người này một cái, rốt cuộc cũng biết vì sao vệ sĩ ở cửa ra vào đều là cao thủ hóa kình, bởi vì người này là một tông sư. Đây là lần đầu tiên anh gặp tông sư ở thủ đô. Bạch Phương Hưng đi vội lại, Tiêu tông sư, đã để ông phải đợi lâu rồi, bên ngoài xảy ra chút việc. Lý Dục Thần nghe thấy Bạch Phương Hưng gọi đối phương là Tiêu tông sư, bất giác sững sờ, lẽ nào đây chính là đệ nhất tông sư thủ đô Tiêu Sinh, tiếng tăm lừng lây không thua gì Châu Khiếu Uyên của Kim Lăng ư. Nhưng Châu Khiếu Uyên đã võ hồn đại thành, đã đi đến cuối con đường võ đạo rồi, trong khi người này rõ ràng là kém hơn rất nhiều, cùng lắm chỉ ngang với Hà Trường Xuân ở tiền đường mà thôi. Lý Dục Thần không biết đối phương là ai nhưng ông chủ Hầu lại âm thầm kinh hãi. Ông ta sống ở thủ đô, quen biết không ít người trong giới võ lâm nên cũng biết một ít chuyện liên quan tới võ lâm. Nghe thấy ba chữ Tiêu tông sư, kết hợp với tuổi tác của đối phương, ông ta lập tức đoán ngay ra người này chính là đại tông sư Tiêu Minh Hạc của nhà họ Tiêu, một trong bốn gia tộc lớn nhất của thủ đô. Bố của Tiêu Minh Hạc chính là đệ nhất tông sư thủ đô Tiêu Sinh, biệt danh là Thiết Tiêu Vô Địch. Sau khi cảm giác ngạc nhiên qua đi, ông chủ Hầu không khỏi lo thay cho Lý Dục Thần. Rốt cuộc Bạch Phương Hưng dẫn bọn họ tới đây làm gì? Lễ nào là chữa bệnh cho Tiêu Minh Hạc, nhưng Tiêu Minh Hạc là tông sư cơ mài. Người ta nói rằng tông sư không thể chịu được nhục, trong khi cậu Lý này lại có tính cách kiêu ngạo như vậy, lỡ như không cẩn thận đắc tội tông sư thì rất có khả năng sẽ bị đập phát chết luôn. Ông chủ Hầu cho rằng đây là âm mưu của nhà họ Bạch. Bạch Phương Hưng vốn không hề muốn so y thuật với Lý Dục Thần mà là muốn mượn tay Tiêu tông sư để diệt trừ Lý Dục Thần. Ồ, tôi biết rồi, rõ ràng Tiêu Minh Hạc đã được người dưới báo cáo lại, ông ta mỉm cười, nhìn ra đằng sau Bạch Phương Hưng một vòng, dường như có phần thất vọng, cuối cùng dừng lại khi nhìn thấy Lý Dục Thần, vị này chính là cậu Lý phải không? Hóa ra tôi nổi tiếng tới vậy, ngay cả ở thủ đô mà cũng có người biết, Lý Dục Thần cười nói. Tiêu Minh Hạc lắc đầu, không đúng, tại sao trên người đệ nhất tông sư Nam Giang mà lại không có chút chân khí dao động nào cả vậy? Không phải là giả mạo đấy chứ. Nói rồi, ông ta đột ngột vỗ một chưởng về phía ngực của Lý Dục Thần. Trước khi ra tay, Tiêu Minh Hạc không hề để lộ bất kỳ dấu hiệu nào, ngay cả Bạch Phương Hưng cũng không nhìn ra, đến khi muốn ngăn cản thì đã không còn kịp nữa rồi. Ông ta giật nảy mình, nếu như Tiêu Minh Hạc đánh chết Lý Dục Thần thì đương nhiên trận đánh cược này không cần phải tiếp tục nữa, nhà họ Bạch vẫn đứng ở thế bất bại. Thế nhưng... hôm nay có rất nhiều người nhìn thấy Lý Dục Thần đi vào trong Bách Thảo Đường, chẳng mấy chốc chuyện hai bên đánh cược với nhau sẽ lan truyền khắp thủ đô. Nếu như Lý Dục Thần chết ở đây thì mọi người sẽ nghi ngờ là nhà họ Bạch hại chết Lý Dục Thần, đến lúc đó, nhà họ Bạch sẽ hết đường chối cãi. Lý Dục Thần đứng nguyên tại chỗ không né tránh. Trường lực của Tiêu Minh Hạc đập mạnh vào lồng ngực của Lý Dục Thần.
không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nín thở, mở to hai mắt ra nhìn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Ông ta chính là tông sư. Một trưởng của tông sư mạnh hơn 30.000 cân, làm sao cơ thể máu thịt có thể chịu đựng nổi. Chắc là xương cốt của Lý Dục Thần đã nát hết mất rồi. Chỉ có Lâm Mộng Đình là yên lặng đứng bên cạnh, sắc mặt tự nhiên, không hề lo lắng chút nào. Tiêu Minh Hạc vỗ một trưởng lên ngực Lý Dục Thần xong, chau mày lại. Ông ta còn thấy khiếp sợ hơn tất cả mọi người ở đây. Bởi vì, ông ta phát hiện ra, lực của một trưởng này không biết đã đi đâu hết. Tiêu Minh Hạc không hề phát hiện ra hơi thở võ giả trên người Lý Dục Thần nên một trưởng này chỉ là để thăm dò. Khi lòng bàn tay chạm đến quần áo trước ngực Lý Dục Thần, thấy đối phương vẫn không phát lực phản kháng, ông ta đã định thu tay lại. Thế nhưng, điều làm ông ta bất ngờ là ông ta lại không thể thu tay về được, bàn tay cứ thế đập thẳng lên ngực Lý Dục Thần. Mới đầu ông ta còn tưởng rằng do mình khống chế không tốt nên lỡ tay, nhiều khả năng Lý Dục Thần sẽ bị đánh chết, cũng vì vậy mà ông ta cảm thấy đôi chút hối tiếc và tự trách. Nhưng khi ông ta nhìn thấy nụ cười khẩy trên khuôn mặt Lý Dục Thần, ông ta mới nhận ra mình đã sai. Lý Dục Thần không sao hết, người bị sao là ông ta. Bàn tay của Tiêu Minh Hạc dính chặt vào ngực Lý Dục Thần, trưởng lực đã phát ra như muối bỏ biển, biến mất không còn thấy tăm hơi. Sao lại như vậy? Anh đứng nguyên tại chỗ, đỡ một trưởng của tông sư nhưng không hề bị mất một cọng tóc nào, vậy chắc hẳn người này đã đạt tới cảnh giới kim cương bất hoại rồi. Tiêu Minh Hạc giật mình nhìn Lý Dục Thần, quên cả chuyện thu tay về. Một người đàn ông đặt tay mình lên ngực một người đàn ông khác không nhúc nhích, cảnh tượng này thực sự ít nhiều có phần kỳ dị. Nhưng Tiêu Minh Hạc vẫn đứng bất động, những người khác không dám hỏi ông ta. Cho tới khi tiếng quát yêu kiều ba phần tức giận bảy phần ghen tuông của Lâm Mộng Đình vang lên, ông dám sảm sỡ chồng tôi. Cô vung tay lên, ánh sáng trắng lóe lên từ đầu ngón tay lượn một vòng quanh cánh tay của Tiêu Minh Hạc. Tiêu Minh Hạc hoàn hồn, vội vàng rút tay về. Một nửa ống tay áo rơi xuống đất, trên cánh tay có một vệt máu nhỏ. Đương nhiên Lâm Mộng Đình không biết võ công, thứ cô dùng chính là đạo thuật. Tu vi của cô đã có một chút thành tựu, so với cao thủ huyền môn thì đương nhiên không là gì nhưng so với thế tục hồng trần thì vậy là đủ rồi. Hôm nay xem như là lần đầu tiên cô thực sự thi triển đạo thuật với người ngoài. Nếu thực sự để cô đánh với Tiêu Minh Hạc thì chắc chắn cô không đánh lại nổi. Dù sao người ta cũng là tông sư võ đạo. Nhưng hiệu quả mà cô thi triển ra đã đủ lóa mắt và kinh người rồi. Trưởng lực của Tiêu Minh Hạc bị Lý Dục Thần trừ khử một cách lặng lẽ, trong cơn choáng váng, ông ta không hề đề phòng Lâm Mộng Đình, cộng thêm pháp thuật của cô cực kỳ tuyệt diệu, cho nên tới khi Tiêu Minh Hạc hoàn hồn rụt tay về thì đã không còn kịp nữa rồi. Mọi người trong phòng đều giật mình. Lúc Tiêu Minh Hạc nói Lý Dục Thần là đệ nhất tông sư Nam Giang gì đó mọi người còn không tin. Nhưng bây giờ thấy ngay cả người đẹp đi cùng với anh cũng lợi hại như vậy, chỉ một chiêu đã đả thương được tông sư, bọn họ lập tức không còn gì mà không tin nữa. Lâm Mộng Đình cười tươi nói, Mộng Đình vô lễ, xin Tiêu tông sư đại nhân đại lượng đừng trách. Tiêu Minh Hạc đỏ mặt, phu nhân khách sáo rồi, là Tiêu mỗ học nghệ không tinh thông, khiến phu nhân chê cười rồi. Thái độ của Tiêu Minh Hạc khiến Lý Dục Thần âm thầm gật đầu, ý nghĩ muốn dạy bảo ông ta một trận vì vô lễ cũng biến mất. Hỏi, tôi nghe nói thủ đô có một vị tông sư, được gọi là đệ nhất thủ đô, cùng nổi tiếng ngang với Châu lão tông sư ở Tiêu Lăng, được gọi là Tiêu Sinh Tiêu tông sư trong Bắc Tiêu Nam Châu. Đó là bố của tôi, Tiêu Minh Hạc nói. Lý Dục Thần liền hiểu ra, nhân vật chính hôm nay là Tiêu Sinh, cũng chính là bệnh nhân mà Bạch Phương Hưng muốn bảo Lý Dục Thần đến khám. Bạch Phương Hưng thấy Tiêu Minh Hạc và Lý Dục Thần nói chuyện với nhau, cảm thấy không đúng lắm. Hoàn toàn khác với kịch bản mà ông nghĩ tưởng tượng. Tiêu tông sư, bây giờ có thể để cậu Lý đi thăm ông cụ rồi chứ, Bạch Phương Hưng hỏi. Tiêu Minh Hạc nói, đương nhiên là được, vậy xin cậu Lý và Bạch đạo trưởng nhọc lòng rồi. Lý Dục Thần mỉm cười, xem thế nào rồi tính, chưa gặp được người, anh cũng không dám bảo đảm mình có thể chữa được. Chỉ cần ông cụ chưa đột phá tiên thiên, chỉ là sinh lão bệnh tử, tuổi thọ đã tận, thần tiên cũng hết cách. Cho dù đã đột phá tiên thiên, chưa trải qua hết 9 lần lôi kiếp, trước khi thành. Tiên thể, cũng vẫn có tam tai cửu nạn, cũng không phải bất tử. Bạch Phương Hưng nhắc nhở nói, cậu Lý, đây không phải là xem trước rồi tính, không chữa được, thì cậu thua rồi.
Lý Dục Thần ngạc nhiên nói, không khám được thì thua sao? Vậy ông xem hay không thì đều có lợi ư? Nói xong rồi cười ha ha, cũng không quan tâm đến vẻ mặt phong phú của Bạch Phương Hưng và Tiêu Minh Hạc, kéo Lâm Mộng Đình đi vào trong. Tiêu Minh Hạc vội đuổi theo, đi lên phía trước dẫn đường, đương nhiên cũng xuất bản từ bản năng bảo vệ bố. Đến căn phòng bên trong, Lý Dục Thần vừa nhìn thấy Tiêu Sinh đệ nhất tông sư thủ đô nằm trên giường, lập tức cau mày. Tiêu Sinh có dáng người cao lớn, mặc dù nằm trên giường cũng có vài phần uy võ. Cơ thể của ông ta cũng không gầy yếu bệnh tật, khác với bệnh nhân bình thường. Chỉ là trên khuôn mặt ông ta chớp lên một tầng khí xanh đen. Dùng thần thức kiểm tra, kinh mạch trong cơ thể Tiêu Sinh đứt đoạn, nội tạng vỡ hết, thương tích vô cùng nghiêm trọng. Nhưng đây còn chỉ là thương tích trong cơ thể, rắc rối nhất là, giữa nội tạng đan điền của ông ta có một tầng khí đen vây quấn. Khí xanh đen trên khuôn mặt ông ta chính là bề ngoài của luồng khí đen đó. Lý Dục Thần vô cùng quen thuộc với khí đen này, giống y hệt với ma khí mà ma ảnh đó để sót lại trước đây anh từng tiếp xúc. Quả nhiên tên này vẫn còn sống. Thấy Lý Dục Thần cau mày, trầm ngâm không nói, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Bạch Phương Hưng nhìn Tiêu Sinh hôn mê bất tỉnh trên giường, trong lòng cũng hơi mâu thuẫn. Một mặt, Lý Dục Thần trông có vẻ như bó tay hết cách, nếu như vậy, ít nhất nhà họ Bạch sẽ không thua trận cược này, vậy thì cũng coi như giữ được thể diện của nhà họ Bạch. Nhưng mặt khác, chữa trị thương tích cho ông cụ Tiêu lại phiền phức. Hai nhà Bạch Tiêu cũng coi là có quan hệ lâu đời, giao tình giữa Tiêu Sinh và Bạch Cảnh Thiên cũng sâu sắc, quan hệ giữa ông ta và Bạch Vân Quan cũng rất tốt. Trước khi lão quan chủ Vương Sùng Tiên chưa bế quan, Tiêu Sinh thường xuyên đến Bạch Vân Quan luận đạo với Vương Sùng Tiên. Bạch Phương Hưng đánh trận cược này với Lý Dục Thần, thực ra là bảo hiểm đôi. Lý Dục Thần không chữa được bệnh của Tiêu Sinh, nhà họ Bạch thắng. Lỡ như chữa được, tuy nhà họ Bạch thua mất hai phần cổ phần, nhưng cứu được mạng của Tiêu Sinh, cũng coi như rất đáng. Bây giờ thấy thái độ của Lý Dục Thần, Bạch Phương Hưng nghĩ không còn hy vọng cứu chữa rồi. Thôi vậy, cũng là tôi quá ngây thơ, một tên nhóc phát mũi chưa sạch như cậu có thể có bao nhiêu bản lĩnh chứ? Bạch Phương Hưng thở dài, cậu đi đi, trận đánh cược này kết thúc tại đây, tôi cũng không cần tài sản của cậu, chỉ cần cậu đừng đặt chân đến thủ đô nữa, nhà họ Bạch chúng tôi không hoan nghênh cậu, Bạch Vân Quan cũng không hoan nghênh cậu, tôi càng không muốn nhìn thấy người của nhà họ Lý. Lý Dục Thần dường như không nghe thấy, càng không để ý, chỉ cúi đầu cau mày, không biết đang nghĩ gì. Tiêu Minh Hạc vừa nãy còn chấn kinh vì công phu của Lý Dục Thần mà tràn đầy hy vọng, giờ thấy anh như vậy, lại nghe thấy lời của Bạch Phương Hưng, không khỏi. Ngay cả ông ấy tự quay về hay được người khác đưa về, tôi cũng không biết, Tiêu Minh Hạc nói. Bạch Phương Hưng hơi mất kiên nhẫn nói, Tiêu Tông Sư, cậu ta đã không chữa được, thì không cần nói những việc này với cậu ta. Sao ông biết tôi không chữa được, Lý Dục Thần nói. Bạch Phương Hưng ngẩn người, cười ha ha nói, cậu thanh niên, đừng ra vẻ, bây giờ nhận thua, tôi vẫn câu nói đó, cậu đi là được. Chỉ cần sau này cậu không đặt chân đến thủ đô, tôi cũng không cầm chút tài sản đó của cậu. Lý Dục Thần đứng lên, làm tư thế xin mời, nói, Bạch đạo trưởng, hay là ông khám trước đi, tránh để người khác nói tôi chiếm lợi. Bạch Phương Hưng cười lạnh lùng nói, hừ, muốn trộm xà đổi cột, để dễ đục nước béo cò hả? Lâm Mộng Đình nói, Dục Thần, anh tốt bụng nhường người ta lại không biết nhận đấy. Có nhận hay không là chuyện của người ta. Nhưng anh không thể chiếm lợi của người khác, nhà họ Lý anh cũng chưa từng chiếm lợi của người ta, ánh mắt Lý Dục Thần liền nghiêm nghị, nói với Bạch Phương Hưng, Bạch đạo trưởng, giới hạn trong một tiếng, ông khám trước, chỉ cần ông khiến Tiêu lão tông sư tỉnh lại, tôi sẽ nhận thua, nếu không thể, thì để tôi chữa. Trong vòng một tiếng, tôi chữa khỏi cho Tiêu lão tông sư, nếu không, tôi cũng nhận thua. Thế nào? Bạch Phương Hưng không hiểu Lý Dục Thần lấy đâu ra tự tin như vậy. Ông ta đã nghiên cứu thương tích của Tiêu Sinh cả nửa ngày rồi. Kinh mạch đứt đoạn, ngũ tạng vỡ nát, đổi lại là người bình thường, sớm đã chết thẳng cẳng rồi. Nếu chỉ thương tích này, dựa vào y thuật nhà họ Bạch truyền lại, thêm đạo pháp Trường Xuân mà Bạch Vân Quan học được, vẫn có thể chữa được, chỉ là cần chút thời gian. Quan trọng là, đan điền của Tiêu Sinh cũng bị vỡ, chân khí mất đi cái gốc để sinh ra, đây là đòn chí mạng với võ giả. Mà giữa đan điền đến nội tạng của ông ta còn thấp thoáng một tia tà khí lượn quanh. Tà khí này, mới là thứ khiến Bạch Phương Hưng đau đầu nhất.
ông ta đã thử tất cả thuật tránh tà trong đạo pháp Trường Xuân, cũng không biết là mình không đủ đạo hành, hay là sử dụng thuật pháp không đúng, mà không thể xua đi được tà khí này. Với năng lực của Bạch Phương Hưng hiện giờ, cùng lắm cũng chỉ có thể giữ được mạng của Tiêu Sinh, đây cũng là nền tảng tự tin để ông ta đánh cược với Lý Dục Thần. Thương nặng như này, có thể giữ được mạng đã là thủ đoạn thần y rồi. Nhưng muốn trong vòng một tiếng khiến Tiêu Sinh tỉnh lại, Bạch Phương Hưng không làm được. Tiêu Sinh đã đến một ngày, nếu có thể tỉnh thì đã tỉnh từ lâu rồi. Bạch Phương Hưng nhìn Lý Dục Thần, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy Lý Dục Thần đang bốc phét. Tôi không cần thử nữa, cậu làm đi, nếu cậu thực sự có thể chữa được thương tích của ông Tiêu trong vòng một tiếng, Bạch Phương Hưng do dự, tôi chấp nhận thua, hai phần cổ phần của Bách Thảo Đường, sẽ là của cậu. Ngoài ra, sau này cậu làm gì ở thủ đô, tôi cũng không can thiệp. Lý Dục Thần nói, tôi còn có một điều kiện. Cái gì? Ông phải nói cho tôi biết, tại sao nhà họ Bạch các ông lại ghét nhà họ Lý chúng tôi, ngay cả đạo nhân toàn chân đã tu hành mấy chục năm như ông cũng nhớ mãi không quên. Bạch Phương Hưng liền nóng mặt, lời của Lý Dục Thần vừa hay nói trúng điểm yếu của ông ta. Trước khi Vương Sùng Tiên bế quan từng nói với ông ta, nói ông ta tuy từ nhỏ đã xuất gia ở Bạch Vân Quan, nhưng lòng vẫn luôn ở nhà họ Bạch, vướng mắc phàm trần quá nhiều, nếu không buông xuống, khó thành chính quả. Nếu cậu thắng, sau này sẽ là cổ đông của Bách Thảo Đường, những chuyện này, tôi không nói, cậu cũng sẽ biết, Bạch Phương Hưng nói. Lý Dục Thần gật đầu, nói, được, vậy bắt đầu thôi. Bạch Kính Đình hỏi, cậu Lý, có cần kim châm không? Lý Dục Thần nói, không cần. Nói xong, anh đưa tay ra, hai ngón tay ghép lại thành kiếm, mau chóng điểm lên người Tiêu Sinh. Thủ pháp của anh cực nhanh, nhanh đến mức ngoại trừ số ít người như Bạch Phương Hưng và Tiêu Minh Hạc. Những người khác đều không nhìn rõ. Bạch Phương Hưng càng nhìn càng kinh hãi, ông ta nhìn ra, đây không phải là y thuật, cũng không phải là võ thuật, đây rõ ràng là kiếm thuật cực kỳ cao minh. Hơn nữa là lấy khí làm kiếm, kiếm khí như tia sáng nhỏ, chui vào trong cơ thể Tiêu Sinh, lại dùng pháp lực chỉ dẫn, coi kinh mạch nội tạng của Tiêu Sinh làm chiến trường, đang tiến hành một trận chiến đấu vừa phức tạp vừa kịch liệt. Chỉ dựa vào thủ pháp này, Bạch Phương Hưng đừng nói là làm được. Trước đây nghĩ cũng không từng nghĩ tới thuật pháp lại có thể sử dụng như vậy. Tiêu Minh Hạc không biết thuật pháp, đương nhiên coi thủ pháp của Lý Dục Thần là một loại phóng chân khí ra ngoài. Phóng chân khí ra ngoài, hóa khí thành đao, chém địch hư không, ông ta cũng có thể làm được. Bạch Phương Hưng nhìn thấy một luồng khí đen từ đỉnh đầu của Tiêu Sinh bốc ra, bị bàn tay của Lý Dục Thần hút hết. Những người khác không nhìn thấy khí đen, nhưng cảm nhận được ý lạnh. Lúc này, Tiêu Sinh nằm trên giường vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng khí sắc xanh đen trên mặt lại biến mất như lớp mặt nạ được lột từ dưới lên trên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Lý Dục Thần bóp mạnh thành nắm đấm. Trong lúc mơ hồ mọi người cảm thấy đường sáng trong phòng như rung động. Sau đó, Lý Dục Thần ngồi bên giường bất động. Không ai dám hỏi kết quả thế nào, chỉ sợ làm phiền anh. Chờ đợi giường như dài đẵng đẵng. Trong phòng cũng không có chút âm thanh nào. Bỗng nhiên, Tiêu Sinh trên giường ho khan một tiếng. Tiêu Minh Hạc kích động tiến lên gọi, bối. Phía sau vang lên một giọng nói còn kích động hơn ông ta. 58 phút, ông chủ hầu giơ điện thoại lên, thấy mọi người nhìn ông ta bằng ánh mắt quái dị, vẻ hưng phấn trên mặt mất dần, trở nên lúng túng. Tiêu Sinh từ từ tỉnh lại, mở mắt, nhìn thấy người bên giường. Bố tỉnh rồi. Bố vẫn còn sống ư. Đúng thế. Bố vẫn sống, là cậu Lý đã cứu bối. Cậu Lý, trên khuôn mặt Tiêu Sinh lộ ra vẻ khó hiểu. Lý Dục Thần nhét vào miệng của Tiêu Sinh một viên thuốc, nói, đừng nói gì, đợi thuốc ngấm vào cơ thể, hồi phục chút thể lực đã. Tiêu Sinh nhìn anh một cái, trong mắt có tia sáng rõ lóe lên. Ông ta ngậm viên thuốc, cảm thấy viên thuốc tan chảy trong khoang miệng, nước bọt mang theo vị ngọt đó xuống bụng, như bầu trời trong xanh gột rửa cơ thể. Sắc mặt ông ta dần trở nên hồng hào, Bạch Kính Đình nhìn mọi việc diễn ra, trong lòng vô cùng phức tạp. Từ sau khi bố qua đời, ông ta được gọi là đệ nhất danh y thủ đô. Lúc ban đầu hoảng sợ bất an, chỉ sợ danh tiếng mà mấy đời nhà họ Bạch giành được bị hủy. Mười mấy năm qua đi, ông ta đã thích ứng với thân phận này, bỏ đi nỗi sợ ban đầu, thay vào đó là sự kiêu ngạo và an tâm, hưởng thụ những vinh quang và thỏa mãn mà cái danh đệ nhất thủ đô mang lại. Hôm nay nhìn thấy y thuật của Lý Dục Thần, ông ta mới biết,
trời cao còn có trời cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, chút y thuật ít ỏi của mình đúng là chẳng đáng nhắc đến trước mặt người ta. Trong phút chốc, cái danh đệ nhất thủ đô khiến trong lòng ông ta đầy hổ thẹn. Nhưng, tại sao người này lại là con cháu của nhà họ Lý chứ? Nghĩ đến cái chết của bố, trong lòng Bạch Kính Đình như bị thứ gì đè nặng, vô cùng khó chịu. Lấy chút nước ấm cho ông ấy uống đi, Lý Dục Thần nói. Không đợi nhân viên y tá đi làm, Tiêu Minh Hạc đã giành trước một bước, đi lấy nước, dùng nước sạch và nước với nửa cốc nước ấm, đưa đến trước giường, nhẹ giọng nói. Bố, uống chút nước đi. Tiêu Sinh Khế gật đầu. Tiêu Minh Hạc đỡ ông cụ ngồi dậy, cẩn thận cho ông ta uống nước. Ông chủ hầu nhìn họ, nghĩ thầm, thì ra tông sư cũng giống như người bình thường, mắc bệnh, cũng uống nước như vậy, con trai cũng chăm sóc như vậy. Nếu con trai không hiếu thuận, ông cụ là tông sư thì cũng vẫn đánh đòn. Ông ta bỗng nhớ đến bố của mình đang trong lúc hấp hối, ông ta vẫn ở bên ngoài, vì mua một món đồ vàng mã vừa mới đào ra, nên cùng mấy tên cướp mộ đi khắp nơi. Món đồ đó đúng là đã giúp ông ta kiếm được món tiền không nhỏ, nhưng cũng vì vậy mà bỏ lỡ những ngày cuối cùng tận hiếu trước giường của bố. Nghĩ đến đây, ông chủ hầu vô cùng buồn lòng. Bỏ lỡ 100 triệu, cũng còn cơ hội kiếm về, nhưng đời người có những thứ, bỏ lỡ rồi, thì mãi mãi sẽ không có nữa. Tiêu Sinh uống chút nước, khí sắc càng tốt lên. Sao bố lại ở đây, ông ta hỏi. Tiêu Minh Hạc nói lại một lượt từ chuyện đã phát hiện ông ta bị thương trong nhà thế nào, rồi đưa đến Bách Thảo Đường thế nào, rồi gặp được cậu Lý thế nào. Bố, ai đã đánh bố bị thương? Tiêu Sinh không trả lời câu hỏi của ông ta, mà nhìn sang Lý Dục Thần, nhìn rất lâu, dường như đang ngắm một bức tranh. Cậu chính là cháu nội của Lý Hữu Toàn ư, ông cụ hỏi. Ông biết ông nội của tôi sao, Lý Dục Thần ngạc nhiên nói. Anh đã công khai thân phận là con cháu của nhà họ Lý, mọi người đều biết anh là cháu nội của Lý Thiên Sách, nhưng không nhiều người biết Lý Hữu Toàn. Tiêu Sinh khẽ gật đầu, tôi nợ nhà họ Lý các cậu một cái mạng, Lý Hữu Toàn từng đến đòi mạng tôi. Tuy nhà họ Tiêu và nhà họ Lý cùng ở thủ đô, nhưng không qua lại nhiều, mọi người đều nghĩ quan hệ hai nhà bình thường. Nhưng trên thực tế, tôi và Lý Thiên Sách có giao tình sống chết có nhau. Từ nhỏ tôi đã si mê võ đạo, thích du ngoạn giang hồ, không quan tâm đến việc làm ăn của gia tộc. Lúc đó, Lý Thiên Sách cũng trí ở bốn phương. Chúng tôi cùng từng tu ngoạn thiên hạ, đến sa mạc, vượt sông băng, sông pha Đông Doanh, xuống Tây Dương, tuy lúc đó thế đạo hỗn loạn, nhưng thực sự có ơn báo ơn, có oán báo. Oán, Tiêu Dao tự tại. Sau này chúng tôi nhiều tuổi, về đến thủ đô, làm gia chủ của gia tộc, cũng không về được như trước đây nữa. Tôi có chút thiên phú về võ đạo, vì vậy cũng rất tự phụ, kết không ít thù hận ở bên ngoài. Võ giả không thể dưỡng đức, tranh đoạt nhiều và tàn sát, cho nên ông trời đã thiết lập một màn ngăn cách khó mà vượt qua trên võ đạo. Võ đạo, bỏ võ mà theo đạo, mới có thể đột phá ngăn cách này, đi lên một tầng lầu. Tiếc là đến già tôi mới hiểu đạo lý này. Tôi tự phụ vì có võ lực, đánh đuổi tất cả kẻ thù. Đánh đến khi họ không dám đến nữa, cho nên tôi lại càng tự phụ. Cho đến có một lần, tôi trúng kế của kẻ thù, không những bị nhốt trong vòng bao vây trùng trùng của các cao thủ, ngay cả xào huyệt của nhà họ Tiêu Xuyệt bị đánh sập. Tôi như con sư tử bị chó hoang bao vây, chống lại bầy thú, cuối cùng không địch nổi số đông. Nếu lần đó, không phải Lý Thiên Sách đưa cao thủ nhà họ Lý đến chi viện, không những tôi đã mất mạng, mà có lẽ thủ đô cũng không còn nhà họ Tiêu nữa. Cho nên tôi mới nói, tôi nợ nhà họ Lý một cái mạng. Lúc nhà họ Lý xảy ra chuyện, vốn dĩ tôi nên ra tay hỗ trợ mặc dù chưa chắc có thể thay đổi được gì. Trên khuôn mặt của Tiêu Sinh lộ ra vẻ hổ thẹn. Ông Tiêu, ông biết rốt cuộc nhà họ Lý đã xảy ra chuyện gì không? Lý Dục Thần hỏi. Tiêu Sinh lắc đầu, sự việc xảy ra quá đột ngột. Trong một đêm, người đi nhà trống. Tôi từng điều tra, có rất nhiều manh mối, nhưng lại rất hỗn loạn, không tìm ra ngọn nguồn. Chỉ có thể chắc chắn một điều, chuyện này có liên quan đến mẹ của cậu. Nhà họ Lý là vật hy sinh của cuộc tranh giành ma đạo. Tranh giành ma đạo, Lý Dục Thần lẩm bẩm, nói như vậy, ma giáo và đạo môn đều tham gia vào cuộc tàn sát nhà họ Lý. Tiêu Sinh trầm ngâm hồi lâu, nói chưa tận mắt chứng kiến, tôi cũng không tiện kết luận, nhưng theo như cách nói của Lý Hữu Toàn, trong những người này, không có kẻ nào là vô tội. Ông nội Hữu Toàn, ông ấy nói thế nào? Khoảng 13-14 năm trước,
Lý Hữu Toàn đột nhiên đến tìm tôi mới biết nhà họ Lý còn có con cháu sống sót. Lý Hữu Toàn hỏi tôi, cái mạng mà tôi còn nợ nhà họ Lý giờ còn thừa nhận không? Đương nhiên là tôi nhận, đồng ý trả bất cứ lúc nào. Cho dù không nợ cái mạng này, với giao tình của tôi và Lý Thiên Sách, nếu cho tôi biết kẻ thù là ai, tôi liều mạng cũng phải báo thù giúp ông ta. Lý Hữu Toàn lại nói tôi không báo được thù này đâu, cho dù tôi đã võ hồn đại thành, cho dù là đệ nhất tông sư thủ đô, vì những người đó, những thế lực đó, đều vượt trên võ đạo. Tôi hỏi ông ta, vậy thù của nhà họ Lý cứ bỏ qua như vậy sao? Họ định cứ sống tạm bợ thế sao? Ông ta nói không phải, sẽ có người báo thù của nhà họ Lý, tôi hỏi ông ta là ai, ông ta nói là cháu nội của ông ta. Cũng chính là cậu Lý Dục Thần, Tiêu Sinh nhìn Lý Dục Thần nói, nguyên văn của Lý Hữu Toàn là, bất kể là tiên hay ma, chỉ cần dính máu của nhà họ Lý, có một người tính một người, ai cũng không thoát được. Lý Dục Thần cảm thấy khó thở, nhảy lên trong lòng. Trước mặt lại hiện lên khuôn mặt mỉm cười của ông nội Hữu Toàn ở trong lòng mình trước khi chết. Tôi hỏi Lý Hữu Toàn, những người đó đã vượt xa trên võ đạo, ngay cả tông sư võ hồn đại thành như tôi cũng không thể giúp nhà họ Lý báo thù, tại sao lại nói một đứa trẻ chưa thành niên lưu vong bên ngoài chắc chắn có thể báo thù. Tiêu Sinh nói đơn giản về ngũ sứ ma môn, đều là những lời đồn giang hồ, Lý Dục Thần cũng đã nghe qua ở chỗ Châu Khiếu Uyên Kim Lăng. Chỉ là anh hơi hiếu kỳ. Châu Khiếu Uyên nói ông nội Hữu Toàn cùng ông ta đến sa mạc giết Lữ Hiển, thì làm sao lại cùng Tiêu Sinh đi giết Đạm Đài Ngọc đây? Tiêu Sinh tiếp tục nói, Đạm Đài Ngọc này hành tung bất định, chúng tôi dựa theo manh mối, mỗi lần đều đến muộn một bước. Nhưng trong quá trình truy đuổi, chúng tôi lại phát hiện manh mối của một người khác tên Lữ Hiển, kẻ đó cũng là một trong ngũ sứ ma môn. Lý Hữu Toàn liền thương lượng với tôi, để tôi tiếp tục đuổi theo Đạm Đài Ngọc, ông ta đuổi theo Lữ Hiển, không ngờ. Lần từ biệt đó lại là vĩnh biệt. Nói đến đây, Tiêu Sinh thở dài một tiếng, vẻ mặt thương cảm cô đơn. Lý Dục Thần gật đầu, nói như vậy thì sự việc đối khớp rồi. Ban đầu có lẽ ông nội Hữu Toàn không dự định tìm Châu Khiếu Uyên, mà định liên thủ với Tiêu Sinh giết Đạm Đài Ngọc. Nhưng phát hiện ra tung tích của Lữ Hiển nên mới đến Kim Lăng tìm Châu Khiếu Uyên, cùng đến sa mạc giết Lữ Hiển. Chỉ là sau đó không biết tại sao, lại không hội gặp với Tiêu Sinh. Mà một mình đi tìm Đồng Hạo. Lý Dục Thần bỗng nhớ ra điều gì, hỏi, ông Tiêu, kẻ đánh thương ông, chắc không phải là Đạm Đài Ngọc chứ? Tiêu Sinh gật đầu nói, cậu đoán không sai, chính là Đạm Đài Ngọc. Tiêu Minh Hạc ngạc nhiên nói, nhưng bố à, đó là chuyện của mười mấy năm trước rồi mà. Tiêu Sinh nói, Đạm Đài Ngọc hành tung vô cùng quỷ dị, bố đã đuổi theo hắn mấy năm, vẫn không thể tìm được hắn, sau này thì mất manh mối của hắn. Bố đã từ bỏ, nghĩ rằng đời này không thể hoàn thành nhiệm vụ của Lý Hữu Toàn giao cho, cũng không trả được nợ cái mạng của nhà họ Lý. Nhưng có lẽ ông trời có mắt, không lâu trước đó, bố bỗng phát hiện ra tung tích của Đạm Đài Ngọc, hắn đã đến thủ đô. Nhưng bố biết, kẻ này là một trong ngũ sứ ma môn, ma công rất giỏi, bố chưa chắc là đối thủ. Trước khi xuất phát, tôi đã thổi tiêu tưởng niệm ở khu nhà cũ nhà họ Lý, hy vọng thiên sách trên trời có linh, giúp tôi giết được tà ma này. Lý Dục Thần mới biết, thì ra người mà Hoàng Đại Sơn nói thổi tiêu ở khu nhà họ Lý chính là Tiêu Sinh. Vốn dĩ, tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị chết chung với Đạm Đài Ngọc. Nhưng không ngờ, thời khắc quan trọng, có người ra tay cứu Đạm Đài Ngọc, còn tôi bị thương nặng. Là ai? Lý Dục Thần và Tiêu Minh Hạc cùng hỏi. Tôi không biết, Tiêu Sinh lắc đập. Có lẽ không phải con người. Không phải con người. Vì đó chỉ là một cái bóng. Một cái bóng có thể đứng lên, Tiêu Sinh nói. Mọi người kinh ngạc không thôi. Cái bóng còn dễ nói, có thể là người nào đó ẩn ấp tốt, không bị Tiêu Sinh phát hiện bản thể thôi. Nhưng cái đứng lên là thế nào? Tiêu Sinh là tông sư, đứng đầu võ lâm phương Bắc, đương nhiên sẽ không ăn nói linh tinh. Tôi biết là ai rồi, Lý Dục Thần đột nhiên nói. Cậu biết là ai, Tiêu Sinh ngạc nhiên. Lý Dục Thần gật đầu, ông Tiêu. Ông chỉ cần nói cho tôi biết Đạm Đài Ngọc ở đâu là được, việc còn lại cứ để tôi. Tuy thương tích của ông đã không còn đáng ngại, nhưng nguyên khí tổn thương, vẫn cần tĩnh dưỡng. Tôi truyền cho ông một bộ phương pháp điều khí, ông luyện tập theo, đều có lợi cho cơ thể và võ hồn của ông. Liền dùng tay vẽ bùa trên hư không, ngón tay điểm nhẹ vào giữa đôi lông mày của Tiêu Sinh. Người khác nhìn mà khó hiểu, chỉ có Tiêu Sinh mở to con mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sau đó là vẻ mững rỡ điên cuồng,
Đây là... Ông ta kích động không thốt ra lời. Rào cản võ đạo đỉnh phong mà mình suy nghĩ mấy chục năm, khoảng cách giữa võ và đạo không thể vượt qua như lạch trời, lại được Lý Dục Thần nhẹ nhàng điểm một cái thì đã điểm phá. Vốn dĩ, ông ta giống như người tu hành cô độc, tuy đã trèo lên đỉnh, nhìn khắp các núi nhỏ bé, lại vô cùng cô độc hiu quạnh, nơi hoang dã mênh mông đối diện, các dãy núi nối liền không dứt, ông ta không có chỗ để đi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời thăm thẳm, dải sao lấp lánh. Ông ta biết, trên bầu trời đó có một thế giới khác. Nhưng ông ta đã đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này, không còn đường để trèo lên nữa. Sự cô đơn và tuyệt vọng này, người bình thường không thể cảm nhận được. Tô Tử nói chỗ cao không thẳng nổi lạnh lế ô, có lẽ là tâm cảnh này. Bệnh của Tiêu Sinh đã khỏi hẳn, thế nên Lý Dục Thần thắng trong vụ đánh cuộc với nhà họ Bạch. Lý Dục Thần không nhắc đến việc này, hiện nay anh chỉ quan tâm đến Đạm Đài Ngọc. Chỉ cần bắt được Đạm Đài Ngọc là chân tướng sẽ được vạch trần. Tuy anh không lên tiếng nhưng người nhà họ Bạch không thể không chấp nhận kết quả đánh cuộc, bằng không để người ngoài biết được lại tưởng nhà họ lật lọng, huống chỉ ở đây còn có người làm chứng ông chủ Hầu. Ông chủ chẳng những tận mắt chứng kiến vụ cược, mà còn nghe được nhiều bí mật. Mà kết quả đánh cuộc cũng khiến ông ta phấn khích không thôi, đó là chiến thắng của Lý Dục Thần, đồng thời cũng là thắng lợi của ông ta. Vốn dĩ trong những trường hợp như thế này, với địa vị của mình, ông ta không có tư cách lên tiếng, nhưng lần này ông chủ Hầu không hiểu sao lại cảm thấy cơ thể ngập tràn sức mạnh, trong đan điền của một người chưa từng luyện võ như ông ta lại tràn đầy chân khí do chính ông ta tưởng tượng ra, nó lan ra khắp cơ thể, thậm chí ông A còn sinh ra ảo giác tông sư cũng chỉ đến vậy thôi. Thế là ông ta đánh bạo đứng ra nói, làm người làm chứng cho vụ đánh cuộc lần này, tôi tuyên bố, cậu Lý thắng. Bạch Phương Hưng nhìn ông ta với ánh mắt bất mãn, những người khác của nhà họ Bạch cũng trưng ra vẻ mặt khó coi. Vốn dĩ mọi người đều biết thắng thua ra sao rồi, còn cần ông tuyên bố nữa à? Bạch Quan Đường còn chừng ông ta, nghĩ thầm, một kẻ bán đồ cũ ở Phan Gia Viên như ông nghĩ mình giỏi lắm à? Nhưng Bạch Quan Đường không dám nói ra, ông ta thấy được rõ ràng, ông chủ Hầu xem như vớ bở rồi. Lần này dựa hơi Lý Dục Thần, sau này thì oai lắm đây. Chưa biết chừng Bạch Quan Đường còn phải nể mặt ông ta nữa. Bạch Kính Đình thì rất bình tĩnh, ông ta chủ động hỏi Lý Dục Thần kỹ càng khi nào bàn bạc việc chuyển nhượng cổ phần. Lý Dục Thần nói, việc chuyển nhượng cổ phần chưa vội ngay, nhưng có một việc tôi phải hỏi cho ra nhã. Tại sao nhà họ Bạch các ông lại căm thù nhà họ Lý bọn tôi như vậy? Bạch Kích Đình giật mình, ông ta canh cánh trong lòng vì cái chết của bố mình, nhưng khi đối mặt với câu hỏi của Lý Dục Thần, ông ta nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nói cho cùng không có chứng cứ có thể chứng minh cái chết của bố có liên quan đến nhà họ Lý, chỉ mới nghi ngờ đã làm khó dễ người ta, người ngoài mà biết kiểu gì cũng cười cho thối mũi, lại bảo nhà họ Bạch nhỏ nhen. Ông ta không tiện trả lời, Bạch Phương Hưng là cao nhân đắc đạo của Bạch Vân Quan cũng không tiện nói. Chỉ có Bạch Quan Đường chơi bời cả đời, không kiêng dè cái gì, ông ta hừ lạnh một tiếng, nói anh tôi Bạch Cảnh Thiên bị nhà họ Lý hại chết, không căm thù mới là lạ. Nếu chú ba nhà tôi không phải là người độ lượng phóng khoáng, Kính Đình lại chất phác, đôn hậu thì hôm nay sao có thể để cho cậu bước vào cửa nhà họ Bạch. Lý Dục Thần ngạc nhiên, anh chỉ nghe nhắc đến Bạch Cảnh Thiên chứ không biết gì nhiều về người này, nghĩ nhà họ Bạch đã nói thế thì tất nhiên là sự thật. Nhưng Lâm Mộng Đình ở bên cạnh lại phát hiện ra vấn đề, cô nói, không thể nào, tuy tôi còn nhỏ nhưng cũng được nghe danh thần y thủ đô Bạch Cảnh Thiên rồi. Bạch thần y qua đời từ mười mấy năm trước, khi ấy nhà họ Lý cũng đã không còn tồn tại nữa rồi, sao có thể nói là ông ấy bị nhà họ Lý hại chết. Đã đến nước này, Bạch Kính Đình buộc phải lên tiếng. Ông ta cau mày, thở dài rồi nói, cậu Lý, tôi bội phục y thuật của cậu, cũng tôn kính phẩm tính của cậu. Nhưng ân oán giữa hai nhà Bạch Lý không thể tiêu trừ chỉ với thái độ của cá nhân tôi được. Nhà họ Bạch bọn tôi với nhà họ Lý thân nhau đã nhiều đời, khi còn bé tôi còn thường đến nhà họ Lý chơi, cũng tận mắt thấy bố tôi chữa bệnh cho cụ nhà các cậu. Nhưng kể từ khi nhà họ Lý mời bố tôi đến khám cho vợ của Lý Vân Hoa, tức là mẹ cậu, thì hai nhà không còn qua lại với nhau nữa. Tuy bố tôi không nói gì, nhưng bọn tôi nghe được vài tin đồn. Nói là cô gái đến từ Miêu Cương mà cái vị nhà họ Lý kia lấy là. Bạch Kính Đình là người hiền lành, ông ta nhìn Lý Dục Thần, không nói hai chữ ma nữ ra khỏi miệng. Nhà họ Bạch và nhà họ Lý vốn là người quen, sản nghiệp và nhân sự của hai nhà dây mơ dễ má khó chia tách. Để cắt đứt quan hệ với nhà họ Lý,
bố tôi quyết định hy sinh, bán nhiều sản nghiệp của gia tộc, khiến cho nhà họ Bạch tổn thất lớn. Sau đó, ông ấy ngã bệnh, cuối cùng ra đi với sự u uất, khi chết cũng chẳng thể nhắm mắt. Nghe đối phương kể, Lý Dục Thần nhíu mày, tại sao lại liên quan đến mẹ của mình? Anh đang cảm thấy mịt mờ thì nghe thấy Tiêu Sinh nằm trên giường bỗng cười o. Ha 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 ha, khụ, khụ, bởi vì mới khỏi bệnh lại cười quá to, ông ta cứ ho sù sụ. Năm ấy ở hai phương Nam Bắc cuộc so tài võ lâm và cuộc đọ sức hạnh lâm, so tài võ lâm và ta cùng với Chu Khiếu Uyên của Kim Lăng, được xưng là Nam Chu Bắc Khiếu, người trong thiên hạ đều muốn biết ai mới là tông sư số một thật sự. Mà cuộc đọ sức hạnh lâm chính là nhị thiên chi tranh giữa Bạch Cảnh Thiên và Hồ Vân Thiên. Bên võ lâm bọn tôi vẫn chưa phân ra thắng bại, nhưng hạnh lâm lại có kết quả trước. Trong đại hội hạnh lâm Nam Bắc tổ chức ở Bạc Châu, thuốc của Hồ Vân Thiên thiếu một loại dược liệu, bại bởi Bạch Cảnh Thiên. Từ đó về sau, Bạch Cảnh Thiên bị đẩy lên thần đàn, trở thành người bác sĩ giỏi nhất trong ngành y học Hoa Hạ, còn có người phong ông là y thánh. Nhưng ít ai biết rằng, cuộc so tài năm đó, Hồ Vân Thiên cố ý thua. Ông ta nói xong, người nhà họ Bạch vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Nếu Tiêu Sinh không phải là Bắc Đẩu võ lâm, bối phận cao, thế lực nhà họ Tiêu lại lớn thì nhà họ Bạch có lẽ sẽ trở mặt ngay lập tức. Bạch Cảnh Thiên thăng Hồ Vân Thiên là chuyện mà cả thiên hạ đều biết, từ đó về sau nhà họ Bạch loáng thoáng áp đảo nhà họ Hồ ở tiền đường. Mà hạnh lâm phương Bắc, hoặc là nói phái cung đình, nhờ vào việc này mà áp chế phái dân gian ở phía Nam. Chuyện trọng đại như thế mà lại bị Tiêu Sinh phủ định bằng một câu nói nhẹ nhàng, thử hỏi ai chịu được. Cuối cùng Bạch Phương Hưng không nhẫn nhịn được mà phải nói, ông Tiêu, ông phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình đấy. Tiêu Sinh nhìn ông ta, nói, yên tâm, Tiêu Sinh tôi đây chưa già cả lẩm cẩm. Nếu ông không tin thì đi hỏi sư huynh Vương Sùng Tiên của ông ấy biết đấy. Bạch Phương Hưng giật thót, nhắc đến Vương Sùng Tiên thì ông ta không dám nói gì nữa. Trên danh nghĩa, Vương Sùng Tiên là sư huynh của ông ta, nhưng thực tế lại giống như sư phụ. Hồi nhỏ ông ta mới bái nhập Bạch Vân Quan chưa được bao lâu thì lão quan chủ Quy Tiên, Vương Sùng Tiên thay sư phụ dạy dỗ ông ta. Bản lĩnh ông ta có được bây giờ đều là do Vương Sùng Tiên dạy cho. Tiên sinh nói tiếp, Hồ Vân Thiên cố ý thua trong cuộc đo sức cũng không có nghĩa là ông ta nhất định có thể thắng Bạch Cảnh Thiên. Một mặt là ông ta không màng danh lợi. Mặt khác là ông ta đã nhận lời mời của nhà họ Lý, phải chữa bệnh cho vợ của Lý Vân Hoa. Chữa bệnh cho bà Lý thì liên quan gì đến nhị thiên chỉ tranh, Bạch Kính Đình không nhịn được bèn hỏi. Trên thực tế, nhà họ Lý mời Bạch Cảnh Thiên trước, nhưng Bạch Cảnh Thiên bởi vì đại hội hạnh lâm Nam Bắc khi ấy mà từ chối nhà họ Lý. Không những từ chối mà còn cắt đứt quan hệ hai nhà Bạch Lý. Tại sao? Tôi cũng không chắc lắm. Chỉ nghe nói là vị phu nhân ấy đích xác là ma nữ, nhà họ Lý mời Bạch Cảnh Thiên ra tay là để đổi ma huyết, loại bỏ ma tâm cho bà ta. Nhưng Bạch Cảnh Thiên cho rằng việc này sẽ mang lại tai họa cho nhà họ Bạch, ông ấy từ chối cũng là điều dễ hiểu. Bạch Cảnh Thiên không muốn ra tay, nhà họ Lý đành phải tìm đến Hồ Vân Thiên. Hồ Vân Thiên đồng ý, đồng thời ở đại hội Hạch Lâm cố ý thua Bạch Cảnh Thiên, từ đó mai danh ẩn tích. Người ngoài cảm thấy ông ta thua cho nên nản lòng thoái chí. Quy ẩn núi sâu. Cũng có người nói rằng ông ta buồn lòng mà chết. Thật ra, ông ta lặng lẽ đến nhà họ Lý, vẫn luôn chữa bệnh cho vị phu nhân ấy. Tiêu Sinh tiếp tục kể. Bạch Cảnh Thiên về sau biết được sự thật, cảm thấy xấu hổ và giận dữ, bởi thế mới chết không nhắm mắt. Tiêu Sinh nhìn người nhà họ Bạch, thở dài, hầy, ông ấy làm thế cũng là vì nhà họ Bạch, vì con cháu đời sau. Chuyện này không thể trách ông ấy được. Nhưng các ông trách ngược lại nhà họ Lý thì lại càng vô lý. Người nhà họ Bạch nghe xong, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Bạch Phương Hưng kìm lòng không đặng mà nói, tôi không hiểu, chỉ là khám bệnh thôi mà, bất kể là ai hay xuất thân thế nào, chẳng lẽ còn có thể liên lụy đến bác sĩ. Nhà họ Bạch bọn tôi mấy trăm năm qua chữa bệnh cho biết bao nhiêu người, vương công quý tộc, giặc cướp giang hồ, đủ mọi hạng người trong xã hội, có loại người nào mà chưa từng cứu chữa cho đâu. Đâu thấy nhà họ Bạch bị ảnh hưởng gì? Vì sao anh tôi lại không dám chữa bệnh cho thiếu phu nhân nhà họ Lý? Chuyện này không hợp lý, cũng không phù hợp với tính cách của anh tôi. Ông ta nói đúng những gì nhà họ Bạch nghĩ. Bạch Phương Hưng còn nói, Hồ Vân Thiên chữa bệnh đấy, nhà họ Hồ có bị làm sao đâu, chẳng phải vẫn là Dược Vương Giang Nam, số một tiền đường à? Vốn tưởng rằng ông ta bởi vì giúp mẹ chữa bệnh mới bị liên lụy,
thì ra ông ta đã dự liệu trước được hậu quả, chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cái chết. Vừa nãy Bạch Kính Đình còn không hiểu tại sao với tính cách của bố mình lại còn sợ hãi mà từ chối cứu người. Không hiểu tại sao bố lại cắt đứt quan hệ với nhà họ Lý chỉ vì chuyện đó. Cho đến khi nghe Lý Dục Thần nói đến kết cục của Hồ Vân Thiên, cuối cùng ông A cũng hiểu được nỗi khổ tâm của bố. Bố của ông ta hy sinh danh tiết của mình để bảo vệ nhà họ Bạch. Có thể tưởng tượng ra được, nếu hồi xưa bố không từ chối, vậy thì cuối cùng người bị vứt xác xuống giếng không phải Hồ Vân Thiên, mà là Bạch Cảnh Thiên. Và cả nhà họ Bạch khả năng cao cũng sẽ bị liên lụy. Thảo nào sau khi nhà họ Lý xảy ra chuyện, bố ông ta cứ hậm hực mãi, rồi ngã bệnh, không khỏe lên nổi. Bởi vì Bạch Cảnh Thiên cảm thấy hổ thẹn, thẹn với giáo huấn của các bậc thánh nhân đi trước, thẹn với lương tri người thầy thuốc. Bạch Kính Đình thở dài, ông ta khom lưng hành lễ với Lý Dục Thần, nói, cậu Lý, trước kia bố tôi cũng bất đắc dĩ, mọi việc ông ấy làm đều vì nhà họ Bạch, vì đám con cháu bất hiếu bọn tôi. Tôi xin lỗi cậu vì sự bất kính khi nãy, đồng thời thay mặt bố tôi và nhà họ Bạch xin lỗi nhà họ Lý. Sự thẳng thắn và độ lượng của Bạch Kính Đình gây thiện cảm cho Lý Dục Thần. Ban đầu, người nhà họ Bạch tạo ấn tượng xấu cho anh. Từ khi bước vào cửa Bách Thảo Đường, từ đầu đến cuối anh chỉ cảm thấy bọn họ ngạo mạn và ngang ngược, cho đến khi Bạch Kính Đình xuất hiện. Anh lập tức đỡ Bạch Kính Đình dậy, nói, Bạch gia chủ không cần như vậy, những việc này đều là chuyện cũ năm xưa rồi, nói ra rõ ràng là được. Bố ông không làm sai gì cả, các ông cũng không sai, không cần xin lỗi. Bạch Quân Đường ở bên cạnh cười ha ha, đúng đấy, nói rõ ràng là được rồi, hai nhà Bạch Lý vốn quen biết nhiều đời, bây giờ nối lại tình xưa, vụ đánh cuộc vừa rồi coi như vui đùa, xí xóa đi. Ha 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 ha, Lý Dục Thần khẽ nhíu mày. Anh không đến mức thèm khát số cổ phần ấy của Bách Thảo Đường, nhưng đánh cuộc là đánh cuộc, tình nghĩa là tình nghĩa, đây là hai việc khác nhau. Huống hồ, từ lúc Bạch Cảnh Thiên từ chối chữa bệnh cho mẹ anh, quan hệ giữa hai nhà Bạch Lý đã chấm dứt rồi. Lý Dục Thần không có tình cảm thắm thiết với những người nhà họ Bạch này. Ngoại trừ Bạch Kính Đình, những người khác của nhà họ Bạch đều quá kiêu căng, 20% cổ phần có thể làm bọn họ bớt kiêu ngạo lại. Lý Dục Thần không nói gì, mà nhìn Bạch Kính Đình. Nếu Bạch Kính Đình cũng có ý đó thì anh sẽ rời đi ngay, dù nhà họ Bạch có đưa cho anh nhiều cổ phần hơn anh cũng không cần. Nhưng muốn nối lại quan hệ hai nhà Bạch Lý thì khỏi phải nhắc đến nữa. Đợi khi nào tập đoàn Kinh Lý chính thức tiến vào thủ đô, thứ anh muốn không phải là 20% cổ phần nữa, mà anh muốn bảng hiệu Bách Thảo Đường đổi sang họ Lý. Cho dù nhà họ Lý không cần thì để báo đáp ơn huệ của Hồ Vân Thiên khi xưa, anh có thể đưa Bách Thảo Đường cho nhà họ Hồ, để y tông Nam Bắc hợp nhất làm một. Ánh mắt lạnh lùng của Lý Dục Thần bỗng khiến Bạch Kính Đình thấy lạnh gáy. Ông ta nghiêm mặt. Nói chú Năm, đây không phải trò đùa, dù nhiều tiền đến mấy cũng không mua được danh dự của nhà họ Bạch, 20% cổ phần là thứ mà cậu Lý nên có được. Sau này hai nhà Lý Bạch nối lại quan hệ thì sẽ đi sâu hợp tác nhiều hơn. Cháu tin cậu Lý nhất định có thể khôi phục nhà họ Lý tại hiện vinh quang ngày xưa. Ông chủ Hầu nghe thế thì thầm gật đầu, đừng thấy Bạch Kính Đình tỏ ra hàm hậu, thành thật mà lầm, thật ra ông ta nhìn thấu mọi việc, thảo nào có thể làm gia chủ nhà họ Bạch. So ra, Bạch Ngũ gia tuy có bối phận cao, cũng khá nổi danh ở thủ đô, nhưng sự độ lượng và tầm nhìn lại hạn hẹp. Nghĩ vậy, ông chủ Hầu không coi Bạch Ngũ gia có địa vị cực cao trong giới gia gì, ông ta còn nhủ thầm, ông Nam nhà họ Bạch cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng ông ta ngẫm lại, bỗng nhiên sợ hãi đến mức ứa mồ hôi lạnh. Ông ta không biết tại sao mình lại có ý nghĩ như thế, trước kia trong số những người ông ta quen biết ở thủ đô, có ai mà không khen Bạch Ngũ gia? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.